Dù cũng đứng trước nhà đầu tư đông lắm rồi, nhưng mà hôm nay vẫn thấy không, vẫn thấy hồi hộp quá thì và xin chào các cô chú các anh chị nhà đầu tư cùng đồng hành với Aidenfin Việt Nam. Thì mọi năm thì Aidenfin hay tổ chức offline rất là nhiều. Tuy nhiên năm nay do hơn một năm nay do điều kiện dịch bệnh như một số vấn đề thành ra là rất là ít được gần gũi các cô chú các anh chị. Chính vì thế cho nên là cái buổi hôm nay Aidenfin cũng đã gọi là rất là mong chờ lâu lắm rồi để được gặp các cô chú các anh chị để có thể trao đổi với nhau, giao lưu với nhau. Dĩ nhiên ở trên mạng thì Phục cũng như là các anh chị em Aidenfin cũng nói rất nhiều rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi gặp trực tiếp nó lại có những cái thú vị của nó, đúng không ạ? Thì cũng nhân đây thì trong cái buổi này thì chủ yếu Aidenfin trao đổi về cái chiến lược đầu tư cho một cái chu kỳ mới. Tất nhiên mới thì nó cũng chẳng mới đâu, tất nhiên, nhưng mà cũng có những cái điểm nhấn nhất định để chúng ta có thể thu lượm được, và đặc biệt là giao lưu với nhau ở đây để dần dần tạo lên một cái cộng đồng đầu tư mang tính chất nó bài bản, hiệu quả, và không những là giúp ích cho bản thân mình mà cho mọi người xung quanh, cũng như là sau này giúp ích cho một đất nước nó phát triển mạnh mẽ hơn. Đó, và đặc biệt là nhân đây thì cũng xin giới thiệu tiếp theo một cái chương trình nữa đến sẽ rất gần thôi, đó là vào khoảng độ giữa tháng 5 tới. Thì cũng sẽ mời một chuyên gia quản lý quỹ chắc là đầu tư thành công nhất nhì Việt Nam. Nhất thì cũng không dám chắc, nhưng mà chắc là cũng là top mấy chuyên gia đầu tiên của Việt Nam thì đến giao lưu cùng chúng ta về một cái đầu tiên là điểm lại xuyên suốt một quá trình phát triển dài của thị trường chứng khoán, cũng như đánh giá về cái triển vọng tương lai tiếp theo, hay là những cái ngành, cái nghề mà tương lai có thể phát triển mạnh để cho nhà đầu tư chúng ta có được cái thêm những cái tham khảo hữu ích trong cái việc đầu tư của mình để thành công hơn. Đó thì sau đây thì xin phép với cô chú và anh chị cùng xưng tên nhé, được không ạ? Vâng, cũng sẽ đi vào cái nội dung này nó sơ qua thôi, và một lát nữa thì chủ yếu là sẽ liên quan đến việc giao lưu trao đổi với nhau là chính thôi, còn chỉ có vài cái slide đơn giản thôi chứ không có nhiều. Và slide này có khi các anh chị cũng nhàn mặt, cũng cũng gọi là nhàm lắm rồi, đúng không? Đó thì đầu tiên là để mà xác định được mình có đầu tư hay không ấy thì cần phải xác định một cái view lớn đấy. Rất nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường thì họ lại không chỉ nhìn một cách tổng quan, mà lại nhìn một cái gì đó, một cái góc gì đó nó rất là nhỏ bé thôi, nó không toàn diện được. Nó cũng giống như thầy bói xem voi ấy, tham gia nhìn cái đuôi con voi hay cái chân con voi hay cái vòi con voi, nó không thấy được cái đại cục. Mà khi không thấy được đại cục ấy thì sẽ rất là rủi ro, rất là rủi ro và bị phiến diện. Đó, trong đầu tư cũng như vậy, cần có một cái tư duy rộng lớn ngay từ đầu, một cái nhìn tổng quát ngay từ đầu đấy, nhìn một cái thế cuộc chung đấy, rồi sau đó mới đến chiến thuật dần dần, thì khi đó chúng ta mới có được những cái thành quả lớn, thành quả lớn. Thì cái chu kỳ, cái đường thị trường chứng khoán ấy thì nó luôn gắn liền với cái chu kỳ kinh tế. Kinh tế là nền tảng để cho thị trường chứng khoán có thể tăng hoặc giảm. Nếu kinh tế mà kém, mà yếu thì tất nhiên thị trường chứng khoán không thể phát triển. Đó, chính vì thế cái đầu tiên chúng ta cần phải biết được cái mối giao thoa, cái mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế, và nhận diện cho nền kinh tế đang ở đâu. Thì từ đó chúng ta mới biết được rằng cái chứng khoán này nó có hấp dẫn không, có đáng để chúng ta đầu tư hay không. Đó, thì thị trường chứng khoán thông thường nó thường đi trước nền kinh tế, nó là cái đường màu xanh này, đi trước nền kinh tế khoảng 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Bởi vì rất đơn giản, nó là một cái thị trường kỳ vọng về tương lai của nền kinh tế, và nó dựa vào các cái chỉ báo sớm của nền kinh tế để đưa ra quyết định đầu tư. Cũng giống như Hòa Phát, người ta nghĩ rằng năm nay lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát 35.000 tỷ. Chính vì thế cho nên người ta đã đẩy giá cổ phiếu Hòa Phát tăng rất là mạnh trong thời gian qua. Nhiều người bảo Hòa Phát có bao giờ PE được 10 đâu, hơn 10 ngày xưa đâu. Thế mà bây giờ PE lên đến 13, 14 lần. Thì đấy là người ta đầu tư vì kỳ vọng. Tương tự như thế,
khi người ta đầu tư vào thị trường chứng khoán, người ta kỳ vọng kinh tế 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa có tăng trưởng không. Nếu có tăng trưởng mạnh thì bây giờ người ta đẩy lên trước. Đó, thì đấy cũng là một chuyện. Đây là một quy luật của thị trường chứng khoán và của nền kinh tế có liên hệ. Với vậy, cho nên chúng ta ngồi đây là vào 24 tháng 4 năm 2021, chúng ta có đầu tư chứng khoán không? Thì rất đơn giản là 2022, 2023, 2024, 2025 kinh tế có tốt đẹp không? Nếu kinh tế tốt đẹp, các doanh nghiệp tốt đẹp, khi đó thị trường chứng khoán hấp dẫn. Còn nếu chúng ta đã xác định là không ấy, thì tốt nhất chúng ta nghỉ cho nó quay và tập trung làm việc khác. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên, chúng ta phải nhìn một cái view lớn đấy, nhìn một cái view rất lớn đấy. Đó, ok ạ. Tiếp theo ạ. Và mỗi một cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế thì nó lại đều có những cái đặc điểm riêng nhất định. Đặc điểm riêng nhất định thì chu kỳ kinh tế nó như kiểu tuần hoàn trung đông, nó không khác gì cả tuần hạ trung đông. Thì hết tuần thì đến hạ, hết hạ đến thu, hết thu đến đông rồi. Và kinh tế thì nó cũng có giai đoạn phục hồi, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn suy giảm và giai đoạn suy thoái. Thì nó sẽ diễn ra theo một cái tuần hoàn đó. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn nó lại có thể kéo dài hơn một chút. Cũng giống như là mùa xuân năm nay có vẻ kéo dài hơn, lạnh hơn một chút. Ngày xưa tầm tháng 3 âm lịch là nóng lắm rồi, bây giờ vẫn hơi lạnh. Đúng không? Đó, thì tương tự như thế, kinh tế nó cũng các giai đoạn như thế. Có thể nó kéo dài một chút, nhưng mà sau giai đoạn phục hồi sẽ là tăng trưởng, sau tăng trưởng sẽ là suy thoái, vân vân. Và sau suy thoái, suy giảm thì sẽ là giai đoạn phục hồi. Nó cứ tuần hoàn diễn ra như thế trong rất nhiều. Và trong tương lai thì khả năng cao nó vẫn như thế. Khả năng cao vẫn như thế. Thì dựa vào các cái dấu hiệu của kinh tế hiện nay thì về cơ bản có thể xác định được rằng 3 năm tới đến 5 năm tới là giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Còn hiện nay thì khả năng cao nó vào cái giai đoạn phục hồi của kinh tế. Và chúng ta thấy rằng Việt Nam gần như là nước hiếm hoi trên thế giới phục hồi sau Covid tất nhiên. Đúng không? GDP tăng trưởng ok này. Bây giờ các doanh nghiệp gọi là đã lên kế hoạch và thực hành việc mở rộng sản xuất kinh doanh rất nhiều. Đầu tư công rất mạnh này. FDI vẫn rất lớn này. Xuất nhập khẩu là cái minh chứng rõ này. Thì Việt Nam đang trở lại rất tốt. Và dĩ nhiên các doanh nghiệp hàng đầu là những doanh nghiệp được hưởng lợi và tăng trưởng rất mạnh mẽ. Quý 1 này thì lợi nhuận của các doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng không dưới 40%. Đó. Đây là những cái dấu hiệu cho thấy một giai đoạn mới rất là tốt. Đó. Chính vì thế, đầu tiên nhìn view lớn thì trong tương lai vài năm nữa rất xứng đáng để chúng ta tham gia đầu tư. Tiếp theo về cái AZFIN cho rằng cái giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn tốt nhất của nền kinh tế và thị trường chứng khoán từ quá khứ đến nay và cũng như từ nay đến khoảng vài chục năm nữa trong tương lai. Vì sao lại vậy? Đúng không? Thứ nhất đó là chính phủ mới bây giờ được đánh giá rất cao. Thực sự phải nói là đi tiếp xúc với các lãnh đạo doanh nghiệp thì cũng nhận thấy họ đánh giá chính phủ này là chính phủ gọi là hành động nhất từ xưa này. Họ đánh giá rất cao. Đó, chính phủ hành động và quyết liệt. Rồi là với thủ tướng thì rất là am hiểu kinh tế. Bác ấy đã có những cái quyển sách nghiên cứu về kinh tế từ năm 2006-2007. Bác ấy là người gọi là đưa Quảng Ninh lên quy hoạch đẹp và hoành tráng như bây giờ. Đó. Ngày đó mà cách đây cả chục năm mà bác ấy đã thuê các cái đội gọi là tư vấn của BTG rồi McKinsey và vào tư vấn cho toàn bộ tỉnh Quảng Ninh phát triển. Đó. Thì đấy là một người có tầm nhìn rất lớn, cũng không đơn giản. Trong khi mười mấy năm trước thì các lãnh đạo đảng nhà nước thì chắc là cũng ít cái việc là tư vấn nước ngoài. Ngay cả các tập đoàn tư nhân lớn hàng đầu mười mấy năm trước gần như chả có ai dám thuê các tư vấn nước ngoài mà chả đi. Qua đó cho thấy cái tầm nhìn về phát triển kinh tế không hề đơn giản. Và thực tế mọi người thấy Quảng Ninh người ta bây giờ phát triển rất mạnh quá, miền Bắc chỉ kém mỗi Hà Nội, rất khủng khiếp. Thì đấy là một cái thực sự là một cái chính phủ quyết liệt, am hiểu kinh tế. Và đặc biệt là chính phủ này sẽ hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân rất tốt.
hay không. Và kinh tế tư nhân thì luôn luôn là đầu tàu của mọi nền kinh tế rồi, không phải kinh tế nhà nước hay cũng không phải FDI, đó là kinh tế tư nhân. Và chỉ trong 3 đến 5 năm nữa thôi, các anh chị yên tâm, các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là doanh nghiệp tư nhân, không phải doanh nghiệp nhà nước. Nếu như 10 năm trước ấy, Viettel đã lợi nhuận 3-40 ngàn tỷ rồi. Các doanh nghiệp to lắm, tư nhân được ngàn tỷ là khỏi quý phủ viên rồi. Nhưng mọi người yên tâm, 3-5 năm nữa các doanh nghiệp tư nhân 40 ngàn tỷ lợi nhuận là cũng nhiều rồi đấy. Và họ chính là những cái đầu tàu phát triển kinh tế rất mạnh. Tiếp theo, Việt Nam là nước đón cái phần lớn cái dịch chuyển từ Trung Quốc ra. Vì sao lại như vậy? Ông Trung Quốc thì ngày xưa thì ông cũng như Việt Nam bây giờ, ông ấy là nước đang phát triển. Thế thành ra ông phát triển rất là nhiều các lĩnh vực công nghiệp nặng, dệt may các thứ, những lĩnh vực cũng tương đối ô nhiễm của Trung Quốc, tương đối. Nhưng mà sau khi đạt được một cái thành tựu nào đó, GDP bình quân của Trung Quốc đâu đó hơn 10.000 đô rồi, bắt đầu chạm vào cái mức gọi là nước có thu nhập bắt đầu cao rồi, thì họ chuyển dịch sang gọi là Go Green, là sang phát triển xanh và tập trung rất mạnh mẽ vào công nghệ. Và Trung Quốc chính là nước có cái trình độ công nghệ chắc là không thấp hơn thứ hai thế giới. Và thứ nhất thế giới thì có thể là mâu thuẫn với Mỹ, đúng không ạ? Nhưng mọi người yên tâm, rất nhiều thứ công nghệ của Trung Quốc đã vượt Mỹ rồi, rất nhiều luôn. Ngay cả xe điện cũng thế, Trung Quốc đã vượt Mỹ rồi, rất nhiều thứ. Và họ phát triển theo cái hướng đó. Và chính vì thế cho nên là các cái lĩnh vực phát triển như công nghiệp nặng hay là một số các cái lĩnh vực khác mà thâm dụng lao động hơn một chút thì nó đã chuyển dịch sang Việt Nam. Và theo thống kê của AZFIN Việt Nam ấy, thì có tới khoảng độ gần 60% cái dịch chuyển đó là từ Trung Quốc sang Việt Nam, không phải sang Ấn Độ đâu. Ấn Độ cũng đón được rất nhiều, nhưng mà Ấn Độ không thể bằng Việt Nam trong cái chuyện này, bởi vì nó còn rất nhiều các cái vấn đề khác. Thế thành ra là mới nói câu chuyện là Việt Nam bây giờ giảm xuất siêu từ Trung Quốc là thứ nhất. Thứ hai là rất nhiều các cái lĩnh vực trước kia mình phải nhập của Trung Quốc bây giờ xuất lại, ví dụ thép chẳng hạn, đúng không? Làm cho thép Hòa Phát được hưởng lợi rất lớn, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi, rất kinh khủng, gấp đôi gấp ba này đó. Thì Việt Nam đang là nước được đón nhận điều đó. Tiếp theo, với các cái doanh nghiệp tư nhân thì ngày càng lớn mạnh và làm đầu tàu kinh tế như cục vừa chia sẻ. Ví dụ như Vích chẳng hạn, 10 năm trước đâu bác Vượng tài sản chắc chỉ độ 200 triệu đô chứ mấy, 100-200 triệu. Nhưng mà bây giờ tập đoàn Vích định giá đã 20 tỷ đô. Hay là Thế Giới Di Động, 5 năm trước chúng ta nghĩ rằng là Việt Nam sẽ thua ngay tại sân nhà bởi các hãng bán lẻ Thái Lan, đúng không? Lúc nào chúng ta cũng bảo ui Việt Nam sẽ chết hết, thua hết ở trên sân nhà. Nhưng không, Thế Giới Di Động đánh bại tất cả các doanh nghiệp bán lẻ mà có liên quan. Đó là doanh nghiệp bán lẻ số 1 Việt Nam trong mấy chục ngành, đúng không? Hay là FPT, nhiều người bảo ô ông này chỉ gia công thôi. Không, nó gia công thì nó có chất xám. Nó là người thuộc dạng mạnh nhất ở cái mảng gia công như ở trên thế giới, cũng là top đấy, không hề đơn giản đâu. Tại sao lại chê FPT gia công mà dệt may thì chắc gì đã hơn, sữa liệu hơn không? Đúng không? Đấy là một điều rất là phi lý. Biên lợi nhuận nó lên đến 50% đâu phải đơn giản. Đó, rất quẩy. Rồi là các cái ngân hàng như Techcombank, VPBank cũng vươn lên mạnh mẽ. Có khi chỉ 3 năm nữa thôi là Techcombank có thể số 1. VPBank làm top, ví dụ đấy. Hay là ACB, hay là hãng hàng không Vietjet mới có vài năm mà đánh bại Vietnam Airlines rồi, đúng không? Đó. Hay là Masan, đế chế hàng tiêu dùng thuộc dạng lớn nhất Việt Nam, có số mã ở Đông Nam Á rồi. Haco, Sun Group, Thành Công, Biteco, vân vân. Rồi Hòa Phát, ví dụ Hòa Phát chẳng hạn, ngày xưa thì người ta nghĩ là Việt Nam không bao giờ sản xuất được cái ốc vít nữa, suốt ngày chề. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thế nào? Chúng tin là Việt Nam cân được hết. Một trong những cái điều thuận lợi nữa mà chúng ta cần phải chú ý ở đây, nếu các cô chú và anh chị nào đi nước ngoài nhiều thì biết, Internet ở Việt Nam cũng kém rồi. Internet ở Việt Nam hơn Mỹ. Đây là một điều khẳng định nhé, không phải chém gió, mà Internet ở Việt Nam hơn ở Mỹ. Chúng ta ra nước ngoài, chúng ta truy cập vào Wi-Fi rất khó khăn, mất rất nhiều phí. Ở Việt Nam thì ai cũng dùng được, ngồi trà đá, Wi-Fi thoải mái, đúng không? 3.000 một lời ở ly,
wifi thoải mái. Nhưng mà anh chị nào đi nước ngoài chưa? Internet ở Việt Nam là nhất thế giới đấy, về độ phủ về các thứ. Chính vì thế cho nên cái việc tiếp cận công nghệ của chúng ta đang rất mạnh. Mọi thứ chúng ta phát triển rất nhanh, gọi là nhanh chưa từng có. Đấy là một trong những cái điều kiện giúp cho cái nền kinh tế và mọi thứ của chúng ta sắp tới sẽ rất cạnh tranh. Đấy là một trong cái rất tốt, rất hiếm có. Ngay cả việc giao hàng ấy, cứ nghĩ thằng Amazon ở Mỹ giao hàng mà đã kinh ấy. Không ăn thua so với giao hàng Hà Nội đâu, 2 tiếng ở Hà Nội giao hàng thoải mái. Nhưng Amazon thì không có chuyện đó. Việt Nam hội tụ rất nhiều thứ thú vị. Nếu chúng ta biết tận dụng thì nó sẽ rất tốt đó. Tiếp theo, về cái giai đoạn dân số vàng, thì đây là cái giai đoạn lực lượng lao động nhiều nhất của nền kinh tế. Thì ở Việt Nam độ tuổi trung bình bây giờ đâu đó khoảng sắp xỉ 33 tuổi. Và theo tính toán của AZFIN thì nó còn khoảng 5 đến 10 năm cho cái giai đoạn dân số vàng này. Và sau cái giai đoạn 10 năm này trôi qua thì dân số chúng ta già nhiều hơn, tỷ lệ người gọi là về hưu nhiều hơn, ngồi để hưởng nhiều hơn, người làm sẽ ít hơn. Thì khi đó cái động lực cho phát triển kinh tế của chúng ta sẽ kém hơn. Đấy, còn giai đoạn này là giai đoạn dân số vàng nhất của chúng ta. Vàng nhất. Đó. Và nó tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế rất tốt, cung cấp cái nguồn lực rất lớn. Đó, chính vì như thế cho nên các cái động lực về kinh tế nhìn chung nó là có tác động vô cùng tích cực đến sự phát triển và đến thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng từ năm nay đến năm 2023-2024 sẽ nâng hạng lên. Trước kia là chúng ta là cận biên, đúng không ạ? Nâng hạng lên mới nổi. Và khi nâng hạng lên mới nổi ấy, thì chúng ta không những thu hút được rất nhiều nguồn tiền từ quốc tế vào thị trường chứng khoán, mà nó còn thay đổi cả cái bộ mặt nền tài chính quốc gia của chúng ta. Nó không coi nước chúng ta là nước thế giới thứ ba. Thì cái đó rất là tốt. Và vì sao mà có thể nâng hạng được? Về cơ bản Việt Nam bây giờ các tiêu chuẩn đều vượt xa các cái thằng nó được nâng hạng được. Nhưng có 1-2 tiêu chuẩn nhỏ là chúng ta chưa đạt đâu. Thì cái tiêu chuẩn thì sớm sẽ có. Tất cả các tiêu chuẩn về thanh khoản, về vốn hóa vân vân, đủ thứ đa dạng thị trường chúng ta đủ hết rồi. Nhưng có thiếu liên quan đến cái vấn đề là gọi là bán rút tiền ra, nộp chuyển tiền như nào, nhà đầu tư nước ngoài. Rồi 1-2 vấn đề nhỏ đấy chúng ta chưa đạt. Nhưng mà cái đó chỉ là cái yếu tố kỹ thuật mà thôi. Thì như vậy là khi Việt Nam được nâng hạng ấy, cái luồng tiền vào cái thị trường Việt Nam ấy nó sẽ rất nhiều, nhiều tỷ đô. Nó cũng lại thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển. Thì như vậy có thể thấy rằng từ kinh tế, từ con người, rồi là từ các cái điều kiện khách quan khác nữa, thì nó đều hỗ trợ và ủng hộ cho thị trường chứng khoán của chúng ta phát triển rất là mạnh. Vậy thì chúng ta lại xem tiếp một chút. Đó là về vĩ mô đã đang đi xuống, đúng không? Đó là định giá của thị trường của chúng ta như thế nào. Thì định giá của thị trường chúng ta PE cho năm cuối năm nay là khoảng 14.75 lần, là một mức thấp hơn trung bình rất nhiều. Mà đặc biệt lại trong một cái cơ hội, một cái vận hội tăng trưởng kinh tế rất mạnh như thế. Thứ nhất định giá đã thấp, thứ hai lại trong một điều kiện cực kỳ thuận lợi, thì nó sẽ tạo nên những cái sự bùng nổ trong tương lai rất tốt. Bùng nổ rất tốt. Vì sao lại vậy? Cái giai đoạn kinh tế này chúng ta tương đương với 2016, 2017, 2018. Vì giai đoạn đó nó từ dao động từ khoảng 16 đến 23 lần. Cao nhất là 23 lần. Hiện nay định giá như này rất rẻ, rất mềm. Phải nói là như vậy. Đặc biệt so với cái lãi suất gửi ngân hàng chúng ta rất thấp, đúng không ạ? Nó rất đẹp. Đó. Tiếp theo về nhà đầu tư chứng khoán thì bây giờ rất nhiều. Tháng 3 là hơn 100.000 nhà đầu tư mở tài khoản, bằng một năm bình thường ngày trước. Vì sao lại vậy? Đấy, vì internet lúc lại đấy, đúng không? Thì ở trên miền núi các bác ấy thích, các bác vẫn có mở tài khoản được. Thì hôm trước có một cái câu chuyện ở trên cộng đồng tích sản, có một cái anh bảo là hàng ngày anh phải vào dãy Trường Sơn bao nhiêu cây số ấy, đi bao nhiêu tiếng ấy, đúng không ạ? Để anh ấy có tiền để anh tích sản hàng tháng, đúng không? Không biết có thật không?
nhưng nghe có vẻ đáng tin, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Thì ý là mọi ngõ ngách, mọi nơi đều có thể. Và ngay cả bây giờ các anh chị, các cô chú mà có con khoảng độ 18 đôi 10 ấy, rất nhiều bạn sôi sục rồi. Thậm chì có bạn năm nay mới lớp 1, lớp 2 đã biết đầu tư chứng khoán rồi, đã vào đầu tư rồi. Có. Đúng không ạ? Đó thì đấy là một cái xu hướng tất yếu rồi. Đúng không ạ? Đó thì so với các nước trên thế giới thì Việt Nam đâu đó mới độ có 1% người đầu tư chứng khoán thôi. 3 triệu tài khoản thật đấy. Nhưng mà ở đây có ai dưới 2 tài khoản không ạ? Đúng không ạ? Đó. Vạch áo một chút là phục đâu đó có 10 tài khoản. Đúng không ạ? Đấy, thế thành ra số lượng nhà đầu tư chúng ta chưa đến 1 triệu đâu. Không phải quá lớn đâu. Đúng không ạ? Trên một cái quy mô dân số 100 triệu như vậy là quá là nhỏ và còn tiềm năng. Đúng không ạ? Rồi so với bất động sản vàng gửi tiết kiệm thì chứng khoán chả là cái gì, nhỏ lắm. Do đó nó còn cái dư địa rất lớn. Đúng không ạ? Rồi công nghệ giúp nhà đầu tư mở rất ngọt. Bây giờ là rất nhiều các công ty chứng khoán lớn này chúng ta ngồi nhà chúng ta mở được hết rồi, đúng không ạ? EKYPC đấy, chụp mặt chụp các thứ đã xong rồi. Mới cách đây 1 tháng thôi nó bắt đầu có rất mạnh mẽ. Đó. Rồi các doanh nghiệp Việt Nam thì ngày càng chuyên nghiệp bài bản như đã nói. Rồi là xu hướng lãi suất này tất yếu rồi. Về tương lai lãi suất chắc chắn thấp. Đó là một xu hướng không thể đảo lộn. Chúng ta nhìn các nước kinh tế đi trước phát triển châu Âu này, Nhật Bản này, càng bơm tiền lãi suất nó còn càng âm. Bởi vì dần dần khi chúng ta có tuổi lên một tí chẳng hạn thì chúng ta sẽ chi tiêu ít hơn, thế là già hóa dân số ấy, cái vòng quay tiền nó chậm hơn, không giống các bạn trẻ. Rồi là ngay cả các anh chị, các anh chú, cô chú có tuổi đây thì chắc là sẽ hiếm ai có thể đi mua trả góp với cái lãi suất 4-50%. Thì về cơ bản là về dài hạn thì dân số nó sẽ già một chút, khi đó vòng quay tiền nó chậm đi, lạm phát nó thấp hơn. Đó. Thì cái chứng khoán nó trở nên là một cái gì đó nó hấp dẫn hơn. Đó. Đầu tiên hấp dẫn hơn nền kinh tế này. Từ nền kinh tế thứ hai là hấp dẫn hơn về cái định giá này. Đúng không? Tiếp theo lại hấp dẫn hơn từ những cái kênh khác, nó gọi là đèn pin. Đó. Thì cái phần quan trọng nhất đây. Có vài dòng thôi. Đó là chiến lược trong chu kỳ mới là gì? Nói dài nó cũng loằng ngoằng lắm ạ. Thì thứ nhất, thị trường chứng khoán 2021 đến 2024 thì AZFIN cho rằng là cơ hội có một lần thôi. Quá khứ không có và trong tương lai cũng không có. Từ rất lâu rồi AZFIN rất tự tin cái chuyện này, đặc biệt là từ năm 2020 khi mà Covid xảy ra rồi. Thì Phục chia sẻ là đầu năm 2020 Phục có họp một nhóm anh em bạn thân, anh chị em, và đặt mục tiêu cho các vị là 10 năm tới là tối thiểu ông nào cũng phải triệu đô. Và đây là một cái chu kỳ mới cho chúng ta. Đầu năm 2020 nhá, ngồi aha cà phê ở Hoàng Cầu có. Và bây giờ sau 1 năm các vị bảo thôi phải nâng thêm một con số 0 được sao? Chia sẻ thật, bởi vì một nửa số đó đã có 1 triệu rồi. Đó. Thì đây là một cái thời kỳ, một cái vận hội mới. Và nó là chưa từng có, cơ hội có một lần. Thứ hai là trong một chu kỳ kinh tế đi lên ý, thì xu hướng tăng của thị trường ấy nó là chủ đạo. Mọi người phải lưu ý như thế. Còn nhiều anh chị sống trong lao chen nhiều quá, cứ tăng lên tí cứ sợ được 2% nhảy ra. Đúng không ạ? Sập tí là lôi ra cắt lỗ. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải xác định rõ đây là một cái chu kỳ kinh tế đi lên. Nếu đi lên thì rõ ràng cái hướng lên nó là chủ đạo. Thứ hai là lúc giảm chỉ là điều chỉnh thôi, rồi nó lại lên tiếp. Đó, thì đấy là một cái xu hướng đi lên, nó là như thế. Chúng ta phải hiểu được cái view lớn như thế thì hành động chúng ta nó mới hợp lý được. Và tiếp theo, cái cổ phiếu tăng trưởng sẽ là cổ phiếu lên ngôi. Nhiều anh chị thích phòng thủ ok, nhưng mà lúc này phòng thủ nó lợi nhuận cũng cao. Để chia sẻ luôn đấy các bạn. Bởi vì các anh chị cứ tính mà xem, vì sao Hòa Phát đã tăng gấp 3 lần trong thời gian qua. Ok, lợi nhuận tăng gấp 3 lần. Tức là EPS dưới mẫu ấy, nó tăng 3 lần thì giá tăng 3 lần thì PE nó vẫn giữ nguyên, đúng không ạ? Còn nếu mà cổ phiếu phòng thủ EPS mà không tăng trưởng thì giá làm sao tăng trưởng nhanh được. Và đặc biệt trong một chu kỳ kinh tế đi lên như thế này thì nó rất thúc đẩy các cái doanh nghiệp tăng trưởng phát triển. Đúng không? Đó, thì cái yếu tố cổ phiếu chúng ta cần phải nhấn mạnh, hãy tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất. Tiếp theo,
khi nào thì giải ngân? Khi định giá rẻ và thị trường chứng khoán chỉnh mạnh thì cần chớp cơ hội ngay. Đúng không? Trong 2 tháng vừa qua thì đúng là 2 cái hôm đi phục liệu bố. Hồi tháng 1. Đúng không ạ? Chính tối 28 tháng 1 lên live stream, bởi vì thấy cơ hội không thể bỏ qua. Hôm đó thị trường giảm 70 điểm đúng không ạ? Hôm đó Phục và các anh em vào xiên tới bến luôn, chia sẻ luôn với cả nhà như thế. Đa phần các nhà đầu tư hôm ý rất hoảng loạn, bán loạn xạ cả lên, đúng không ạ? Nhưng mà tối hôm ý thì Phục đã lên live stream hôm ý và cũng đã cổ vũ được rất nhiều anh chị em. Trước tiên là họ tránh bán mất hàng đã, là rất nhiều vị bắt được thời điểm đó. Các bạn chia sẻ với cả nhà hôm ý riêng một group xịn nhất của Phục biết thì các anh chị mua khoảng độ hơn 10 triệu đô ngày hôm ý. Có 8 người thôi mua hơn 10 triệu đô ngày hôm ý. Và chỉ hơn 2 tháng sau đâu, đến bây giờ lợi suất của họ đâu 50 mấy phần trăm can Phục. Chỉ 1 tháng mua hơn 10 triệu đô. Ví dụ hôm cổ phiếu được mua nhiều nhất, ví dụ như FPT sàn la liệt hình như 48 hay bao nhiêu, hay 58 nhỉ? 58 đấy ạ. Mạnh mẽ lên đó. Vì sao lại vậy? Đây, trong một chu kỳ kinh tế đi lên, xu hướng tăng là chủ đạo, và cái việc giảm chỉ là gì ạ? Giảm thời rồi. Và đặc biệt Phục hỏi lại các anh chị, ví dụ ngày hôm qua hôm kia ta giảm ấy, thì ngày hôm qua hôm kia doanh nghiệp nó có làm sao không? Có làm sao không ạ? Tự nhiên một ngày là tất cả doanh nghiệp Việt Nam bị đuối à? Có làm sao không ạ? Đúng ạ? Đâu có làm sao. Thì cũng chính vì thế cho nên tối hôm 22, tức là cách đây có 2 hôm đúng không ạ? Cũng ôm nhiều lắm rồi nhưng cũng phải bò lên để chém gió không anh em? Bởi vì chúng ta đã xác định được rõ cơ hội rồi, rất là rõ ràng, định giá thì rất rẻ, đúng không ạ? Hàng thì nhiều như thế thì thôi chúng ta vào giải cứu những bà con sợ sệt rồi. Đấy, rất đơn giản là như vậy. Đấy thì cái chiến lược đầu tư của chúng ta đơn giản như vậy. Một chu kỳ thuận lợi, đây là xuôi theo dòng nước rồi. Thứ hai, định giá mà rẻ chứ gì, thị trường điều chỉnh như thế, hãy tự tin lên. Đấy, bạn chia sẻ luôn là ngày hôm qua và ngày hôm kia thì cái group kia thì các anh chị cũng mua ít hơn hồi tháng 1, nhưng mà đâu đó mua cũng dưới 5 triệu đô. Chỉ có một group ấy thôi. Thì đây chính là cái chiến lược của chúng ta. Và cái việc mua ấy, nắm giữ hoặc tích sản cổ phiếu thì cũng rất hiệu quả. Cái này thì phù hợp với đa phần các nhà đầu tư. Và tất nhiên một số anh chị active mà họ muốn nhân 3 tài khoản năm thì tất nhiên họ sẽ năng động hơn. Cái điều đó thì không dành cho tất cả nhé. Cái chị lưu ý. Hoặc là bao giờ chúng ta đạt đến level của đó chúng ta lại. Nếu anh chị nào đạt được có thể triển khai hoặc không không. Còn cái việc mua nắm giữ hoặc tích sản là tốt nhất. Vì sao lại vậy? Rất nhiều người gặp Phục hồi MB, Phục bảo mua giá 13 mấy ấy. Sau chia đâu tương đương khoảng 14 năm. Cứ nhảy ra nhảy vào thì cũng hỏi bây giờ ông lợi nhuận được bao nhiêu? Tôi được 30%. Và theo ông nhìn lại MB thế nào? Tăng 2,8 lần. 180%. Tương tự Techcombank cũng thế. Mấy ông cũng hò hoáy mua vào giá là 17, 18, 19, 20. Hỏi bây giờ lợi nhuận được bao nhiêu? Bảo cũng được 30-40%. Nhưng bảo Tech bây giờ bao nhiêu rồi? Ở hơn 100%. Đấy. Khi chúng ta đang ngồi trên một cổ phiếu được định giá hấp dẫn chẳng hạn, tốt, bền vững, hãy giữ chặt đi. Đợi bao giờ nó đắt hạng bán. Chứ đừng lên nhảy ra nhảy vào. Nhiều anh chị đây nhảy ra nhảy vào có bằng chúng ta nắm không? Đúng ạ. Đó, chính vì thế cho nên Phục mới đưa ra cái chiến lược này. Và những cái cổ phiếu nào, bây giờ đơn giản như này, trên thị trường chúng ta có rất rất nhiều cổ phiếu có thể tăng trưởng lợi nhuận 2 lần trong 3 năm tới. Mà nó lại trả cổ tức nữa thì tất nhiên giá nó tối thiểu phải tăng hơn 2 lần trong 3 năm tới rồi. Chẳng may lại 3 năm tới vào nâng hạng định giá PE thị trường lên khoảng 25 chẳng hạn, thế là nó lại gấp 4 lần. Ví dụ thế. Thì ở trong các lớp học chúng ta để nhận diện ra cổ phiếu tăng trưởng nhiều đó. Và Zephim cũng cung cấp cái đó trên YouTube rất thoải mái. Rồi các cái cộng đồng.
thấy Defi luôn luôn công tặng mua cùng nhà đầu tư, chứ không phải là đợi nhà mình mua xong rồi hô nhà đầu tư mua. Defi không bao giờ làm điều đó nhé. Mọi người thấy nếu có cùng anh em mua toàn những lúc sập sâu thì mới cùng anh em mua thôi, không bao giờ làm chuyện kia, bởi vì Defi rất tự tin vào bản thân. Có một điều là như thế đó, thì cái chiến lược của chúng ta các anh chị lưu ý đây. Và lúc nào lo sợ quá hãy chat với Defi, được không ạ? Bởi rất nhiều anh chị là gọi là cũng yếu đuối đấy, mấy hôm rồi toàn lòng. Có bây giờ thì ngồi cười tươi tí thôi, như cái hôm qua hôm kia đây. Đó, thì lúc nào cần thì các anh chị hãy liên hệ với Defi Việt Nam. Defi Việt Nam sẽ hỗ trợ các anh chị chuyện đó. Còn cái chiến lược của chúng ta đây, xuyên suốt trong 3-4 năm tới. Còn dài hơn thì chưa dám nói, nhưng 3-4 năm tới nó là như thế này. Nó là như thế này. Đó. Thì trên đây là Phục cũng chém gió trao đổi qua một chút xíu thế này. Và bây giờ chủ yếu là chúng ta cùng nhau trao đổi giao lưu với nhau để hiểu nhau hơn, được không ạ? Chứ còn nói nhiều, nói dài, nói dại quá rồi. Xin phép các anh chị thì các cô chú các anh chị thì chúng ta có mọi người nhân đây thì lâu lắm chúng ta mới gặp nhau offline, còn rất nhiều các anh chị cũng chưa gặp bao giờ, thì có gì thì chúng ta cũng cùng trao đổi với nhau một chút để xem là mọi người đến với thị trường này như thế nào, hoặc là mọi người có cần hỗ trợ gì với Adepin không, hoặc mọi người muốn giúp đỡ gì Adepin không. Hoặc là về cái chiến lược đầu tư như thế nào thì mời các anh chị chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau. Giao lưu hôm nay giao lưu là chính thật, chứ không có gì đó nó phức tạp đâu, để gần gũi nhau hơn đấy. À, cái PE thì cái PE PB thì lấy trên Bloomberg thì nó khá chính xác, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái dự báo cho cuối năm nay ấy, thì Adepin có một cái đội ngũ phân tích nghiên cứu đánh giá về kết quả kinh doanh của những cái doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, từ đó nội suy ra thị trường chứng khoán Việt Nam, lấy những doanh nghiệp ảnh hưởng nhất đến thị trường. Ví dụ như ở HOSE thì lấy VN30 cộng thêm khoảng 10 doanh nghiệp bên ngoài nữa là khoảng 40 doanh nghiệp, và dự báo doanh nghiệp lợi nhuận của 40 doanh nghiệp đó, từ đó đưa ra được cái kết quả chung cho thị trường. Bởi vì 40 doanh nghiệp đó thì đâu đó quyết định khoảng 80-90%, khoảng 87% lợi nhuận của toàn thị trường đó, thì từ đó đưa ra được cái mẫu như thế đó. Thì lấy ví dụ đơn giản vì sao cái dự báo lợi nhuận năm nay tăng trưởng mạnh như thế. Thậm chí Adepin cho rằng đấy là dự báo thận trọng thôi, năm nay tăng trưởng 3% thận trọng thôi. Vì sao? Ok, Hòa Phát tối thiểu tăng hơn 100%. Vinhome đâu đó cũng dự báo khoảng tăng 40-50%. Đúng không? Rồi là các ngành ngân hàng tăng trưởng rất mạnh, Vietinbank, đúng không? Đó. Rồi ngay cả Vietcom họ dự báo tăng trưởng thấp thì thôi, nhưng tối thiểu họ phải 25-30%. Đúng không? Techcombank tầm đó. Rất nhiều doanh nghiệp. Rồi PLX thì năm ngoái âm, năm nay bình dương. Rất nhiều các doanh nghiệp được thành ra ra được cái kết quả dự báo. Và cái năm sau nó còn thuận lợi hơn cơ, nhưng mà tăng trưởng năm sau dĩ nhiên là không cao của năm nay. Tuy vậy thì Adepin cũng đánh giá là năm 2022 á, lợi nhuận hoàn toàn của các doanh nghiệp có thể tăng trưởng hơn 20%. Rất tốt. Năm nay là năm 2021 này sẽ tăng trưởng khoảng 30% đổ lên để lợi nhuận. À, 14.75 là PE forward cho cuối năm nay, cho hết năm 2021. Tức là khoảng độ tháng 2 năm 2022 nó sẽ về mức ý với cái điểm này, nếu điểm giữ nguyên.
Đấy, tức là chúng ta mua với cái mức giá này thì tương ứng với PE bằng khoảng độ 14.75 cho đầu đăng sản. RE và HPG á. Ok, thực ra là nó có hai vấn đề như này. Ví dụ ông RE thì thông thường ông ấy tăng trưởng chậm chậm, đúng không? Thế thành ra là định giá nó không phải là quá cao. Thứ hai ấy, là Phục cho rằng là ở Việt Nam người ta đang lãng quên cái dòng này. Lãng quên thì nó sẽ bị định giá thấp. Tuy nhiên thì nếu so RE với các cái doanh nghiệp blue chip to ấy, thì RE cũng đâu phải là rẻ hơn đâu. Có Vic, có Masan, có Vinamilk, có Sabeco thì PE cao thôi chứ, đúng không? Còn các ngân hàng khác PE cũng chỉ 10, đúng không? Cũng không phải quá cao, đúng không? Mọi người thấy các ngân hàng này đây cũng chỉ 10 thôi. Đó, thế thành ra là RE là một yếu tố là tăng trưởng, hai yếu tố là người ta đang bị lãng quên rồi. Chứ thực tế nếu mà định giá theo nhiều phương pháp khác nhau ấy thì nó rất xứng đáng với cái giá cao rất nhiều. Còn Hòa Phát thì hiện nay thì đã không phải là định giá thấp nữa rồi, đúng không? Và phát định giá PE hiện tại khoảng độ 14 rồi, đúng không? 13, 14. Đó, tuy nhiên là người ta lo ngại rằng ngành công nghiệp thép là một cái ngành mà nó có sự biến động vì nguyên vật liệu rất nhiều. Thế thành ra người ta trả nó thấp hơn. Rồi là đặc biệt ở trên thế giới người ta không chuộng ngành thép. Người ta cho rằng đó là một ngành công nghiệp nặng, một ngành của quá khứ. Đã là ngành của quá khứ thì người ta thường trả thấp hơn. Đúng không? Còn những cái ngành của tương lai người ta trả rất cao, ví dụ ô tô điện chẳng hạn, đúng không? Có công ty lỗ tòe loè rồi, vốn hóa có 1 năm 2 năm hơn Toyota, hơn Honda, đúng không? Đó, thì người ta đi tìm những cái gì đó mới lại, cái gì nó cũ quá thì người ta lại bỏ nó thấp hơn. Chính vì thế cho nên khi mà người ta lại bỏ quên nó một thời gian dài ấy, mà nó trở nên rất rẻ ấy, thì đấy là gì của chúng ta? Thờ hộ. Đúng rồi. Adafin cũng đã rất nhiều lần nắm được các cái cơ hội bị lãng quên và lợi nhuận rất cao. Có cổ phiếu tăng khoảng độ hơn 2 lần trong vòng có 9 tháng. Đã từng có lần 9 tháng tăng hơn 2 lần. Đó. Thì quay lại cái việc câu chuyện đó, thì chúng ta cần phải nắm vững, nắm chắc về cái phân tích đánh giá doanh nghiệp là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta định giá được cổ phiếu giá nào là hấp dẫn, thì khi đó bất kỳ doanh nghiệp nào, lĩnh vực nào thì chúng ta cũng nhìn nhận ra được cơ hội. Đúng không? Và mời các anh chị ạ. Về thông tin hàng ngày thì cũng chia sẻ với cả nhà là thứ nhất sách thì Phục rất ít đọc. Chắc chắn là so với tất cả các anh chị đây, Phục là thuộc vào top và ít sách nhất này. Từ năm 2011 đến nay nếu đọc về sách chứng khoán chắc chưa đọc quá 3 quyển. Nhưng mà Phục lại ngồi nghĩ nhiều. Còn về tin tức ấy, thì ở trên cà phép rất nhiều. Nếu mà thì thỉnh thoảng chúng ta muốn lấy từ tin tức chuyên ngành chẳng hạn, ví dụ cá tra thì chúng ta vào một web của bạn cha văn sai thì đúng không? Thủy sản, thép, rồi thép thì chúng ta vào hiệp hội thép, ta đọc. Đó thì chúng ta nghiên cứu về cái gì thì chúng ta tìm xem cái cơ quan quản lý hay là cái nơi đó. Còn về báo cáo tài chính về các thứ thì cũng thường vào trực tiếp web, chứ cũng không có cái nguồn thông tin gì nó gọi là hoành tráng lắm đâu. Tất nhiên là với quan hệ thì cũng khá rộng ở trên thị trường, muốn tin gì cũng biết thôi, nhưng mà đôi khi biết nhiều tin và nó không hay. Thế thành ra thôi mình cứ tư duy độc lập. Cũng giống như cổ phiếu ấy, rất nhiều anh chị khuyên con A, con B, con C nhiều lắm, game này game kia nhiều lắm, nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ tập trung vào một nhóm mình được biết và vận hành nó. Thế thành ra nó chia sẻ luôn với các anh chị ấy, Phục biết lúc nào Phục về vào cổ phiếu VD Phục sẽ thẳng, chưa một lần Phục trượt con. Bởi vì ta, bởi Phục quá hiểu. Vậy tại sao mình phải nhảy đi những cái con chứng khoán khác, đúng không ạ?
hay là có một cái cổ phiếu ngân hàng nó hơi xấu, nó không liên quan lắm. Đó, còn ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ý, nó không phải là cổ phiếu tốt, chứ chưa bao giờ Phục thua từ cổ phiếu đó. Phục có duyên với nó từ năm 2009 thôi. Ngày xưa có một cái lệnh mua lớn nhất là 1 triệu cổ phiếu đó, giá 35 hồi 2009. Đây là lệnh nó đặt lớn nhất từ trước đến năm 2019 rồi. Thế là mình rất hiểu đó rồi, mình sẽ thắng rất nhiều rồi. Đó. Thì chúng ta không được gì, chúng ta cũng phải đi đâu quá sâu xa, đúng không? Đọc sách thì đọc ít thôi, theo trường phái nào theo một thôi, cảm thấy nó hợp thì theo, còn không hợp thì loại nó luôn đi, tìm cái nào hợp. Và tìm đã hợp rồi thì phải tập trung vào đó thôi, chỉ tập trung vào đó. Thì khi đó thành công nó sẽ đến được, chắc chắn luôn. Ở đây các cô chú và anh chị nhiều kinh nghiệm, bọn chúng ta tập trung vào cái lĩnh vực thế mạnh nhất của mình và nó, nhưng mà phải có triển vọng thôi, lúc đó chúng ta sẽ thành công. Vâng, mời anh ạ. Và về ngành dầu khí thì chia sẻ với anh chị thì quả thực là rất khó đoán. Ngành này thì nó phụ thuộc rất nhiều vào việc kinh tế thế giới kỳ vọng vào tăng trưởng tốt không. Nếu kinh tế thế giới kỳ vọng tăng trưởng tốt thì khả năng cao giá dầu nó sẽ tăng. Mà giá dầu tăng thì thường những doanh nghiệp thượng nguồn của dầu được hưởng lợi. Thượng nguồn ở đây là những ông nào, là những ông khai thác dầu ấy, sẽ được hưởng lợi. Đó, trung nguồn là những cái ông làm trung gian cung cấp các cái sản phẩm dầu ấy. Còn hạ nguồn là những ông tiêu thụ dầu ấy. Ví dụ hạ nguồn là doanh nghiệp điện. Đó. Còn PLX là doanh nghiệp đó. Hạ hay trung ạ? Đó. Thì mấy cái doanh nghiệp trung gian ấy thì nói chung là về ngành dầu khí thì rất khó đoán. Chia sẻ với anh như thế, phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu. Và nói thẳng luôn, ngành dầu khí ở Việt Nam là đầu cơ. Đó, lên xuống liên tục, cứ thấy giá dầu tăng anh em lại hô nhau vào, giá dầu xuống lại hô nhau cắt. Đó. Thì có một điều như này, ngành dầu khí là một ngành về cơ bản tăng trưởng rất chậm, gần như không tăng trưởng. Và tập đoàn dầu khí bây giờ vị thế cũng mất rồi. Ở trên thế giới các cái lĩnh vực, các cái doanh nghiệp dầu khí cũng đã mất vị thế chưa? Cũng mất rồi. Thế thành ngành này ấy, nói về để mà tăng trưởng vững chắc trong 3 năm tới và gấp rưỡi lợi nhuận không, rất khó. Không. Thế cho nên là về triển vọng ngành thì Phục đánh giá là chúng ta không nên đụng nó nhiều. Còn anh chị nào mà rất giỏi về việc hiểu nó, đầu cơ đó, thì anh chị có thể tham gia. Còn về để đầu tư lâu dài là rất khó. Bên cạnh đó một số doanh nghiệp ví dụ như PLX hay OIL chẳng hạn, thì cái lĩnh vực xăng dầu đâu đó nó chỉ tăng trưởng khoảng 4-5% một năm thôi, không nhiều. Nếu tăng trưởng 4-5% một năm thì dĩ nhiên là cái hiệu quả nếu chúng ta đầu tư vậy nó cũng sẽ không quá cao được. Nhưng mà được một cái là PLX nó rất ổn định, nó là độc quyền trong lĩnh vực. Đó, thành ra nó luôn luôn được trả hơi cao một chút, nhưng mà để mà tăng trưởng thì sẽ không tăng trưởng mạnh. Hay là con OIL thì nó liên quan đến câu chuyện nếu nhà nước thoái vốn thì nó sẽ có giá rất cao. Còn nếu nó không thoái vốn ấy, thì cái hiệu quả kinh doanh của nó mãi không mang lại lợi nhuận cho chúng ta đâu. Đấy là nhìn thực tế về như đấy. Hay là con BSR thì nó có mỗi một nhà máy lọc dầu thôi, lợi nhuận nó tăng chẳng qua vì giá dầu bất thường nó lên thôi, chứ nó đâu có mở rộng được công suất một tí nào. Và nhà máy dầu của BSR nó vô cùng cũ kỹ và cổ lỗ. Cái loại xăng tiêu chuẩn nó là xăng tiêu chuẩn rất thấp, hỏng hóc suốt ngày và phải bảo trì. Chính vì thế cho nên con ấy nó cũng là câu chuyện đầu cơ thôi, chứ nó không phải là một câu chuyện đầu tư mà sáng sủa. Thì quan điểm của Phục cũng chia sẻ với anh này, chúng ta đầu tư ấy cũng giống như ở trên này đưa ra, đó là cổ phiếu tăng trưởng sẽ lên ngôi. Ông nào mà chớp được cái cơ hội của nền kinh tế đi lên ấy, tăng trưởng gấp đôi lợi nhuận trong 3 năm tới ấy, thậm chí hơn gấp đôi, gấp 3 lần ấy, thì đấy là những ông chúng ta đáng quan tâm. What? Và chúng ta hãy tập trung vào cái việc dễ thôi. Nhìn ông nào phân tích đánh giá ông nào càng dễ càng tốt, nhìn càng dễ tăng trưởng càng tốt. Thì
thì chúng ta nhảy vào cái đó. Còn những cái phức tạp quá như mà dầu khí này kia thì thực sự là rất là khó đánh giá. Và trong dân quản lý quỹ, dân đầu tư ấy, thì cũng chia sẻ với anh luôn là trong dân quản lý quỹ các anh chị có thấy bao giờ là để cái bọn dầu có nhiều thì chẳng nhiều ấy. Không, bởi vì dân quản lý quỹ không thực sự an tâm về nó. Về đấy là về ngành dầu. À vâng, về nhóm ngành nào tăng trưởng nhanh nhất đúng không ạ? Thì hôm trước đầu năm thì cục AZFIN có đưa ra một cái dự báo về 5 ngành triển vọng nhất đúng không ạ? Thì trong đó có những cái ngành như sau. Đầu tiên là phải nói là ngành chứng khoán đúng không ạ? Chúng ta thấy là mọi người mở tài khoản tăng gấp 3 đến 5 lần, thanh khoản thị trường gấp 3-4 lần và ngành chứng khoán đúng không ạ? Thực tế là kết quả từ đầu năm được ngành chứng khoán tăng trưởng rất tốt. Thì nếu mà vẫn duy trì được với cái mở tài khoản như hiện nay, thanh khoản tốt như hiện nay thì ngành chứng vẫn là một ngành tốt. Nhưng mà ngành chứng thì cũng không thể đánh dài được, nó tốt theo sóng. Nhưng mà nhìn chung nó là một ngành tốt. Thứ hai nữa là ngành ngân hàng. Kinh tế tăng trưởng bùng nổ không phụ thuộc ngân hàng. Ngân hàng là ông gọi là ông cung cấp vốn, đúng không ạ? Cung cấp vốn không thể thiếu được. Ngành thứ ba ấy, nó liên quan, nó gọi là ngành công nghệ. Bây giờ cái gì công nghệ, đúng không ạ? Cái gì công nghệ thì chính vì thế cho nên phải là công nghệ. Đây là ngành thứ ba. Ngành thứ tư là ngành bán lẻ. Bán lẻ thì khi người ta chứng minh được rằng thu nhập bình quân đầu người lên đến 3.000 mấy trăm đô một người ấy, thì lúc ý là đã đủ hết cái mức cơ bản nền tảng rồi, thì cái phần dôi dư ra tăng rất nhanh. Ví dụ 3.000 là vừa đủ thì 3.003 chúng ta dôi ra được 300 đô đúng không ạ? 3.600 chúng ta dôi ra thêm 100% so với 3.000 này, dôi ra gấp đôi mà, đúng không? Chứ không phải là 3.600 tăng có 10% đâu, không, nó là dôi ra gấp đôi cái lượng có thể dành cho tiêu dùng và tiêu dùng. Chính vì thế cho nên nền kinh tế của Việt Nam sắp tới sẽ là một nền kinh tế tiêu dùng rất mạnh. Nó cũng giống như các nước trên thế giới đâu, sẽ tiêu dùng rất mạnh và cái lĩnh vực ấy sẽ bùng nổ rất lớn, đó, bùng nổ. Thì do đó là cái ngành bán lẻ, và đặc biệt ngành bán lẻ sẽ phát triển mạnh nhất lúc nào? Đó là khi người dân bắt đầu ổn định sau dịch, ổn định sau khủng hoảng, thu nhập bắt đầu tăng. Khoảng độ nửa năm đến một năm sau khi tăng thu nhập thì lúc người ta mới bùng tiêu dùng. Thế thành ra ngành bán lẻ có thể điểm rơi rất mạnh, và từ năm 2000 cuối 2022, 2023, 2024 sẽ tăng trưởng rất mạnh ngành này. Đó. Bên cạnh đó thì ngành bán lẻ nó phục vụ các cái nhu cầu rất là hay, ví dụ như là bất động sản hay là này kia tăng trưởng mạnh. Thì tiêu thụ liên quan đến điện máy điện tử này kia rất tốt, đô thị hóa nhiều nó tiêu thụ rất tốt chẳng hạn. Đó thì ngành bán lẻ. Và cái ngành thứ tư hay thứ năm đó là ngành bất động sản, cũng là một ngành tăng trưởng rất mạnh, bất động sản và vật liệu xây dựng. Bởi vì nền kinh tế Việt Nam về cơ bản bây giờ vẫn là một nền kinh tế đi theo cái định hướng phát triển công nghiệp, đúng không ạ? Đó thì đô thị hóa của mình đang diễn ra rất nhanh, tỷ lệ còn thấp, nhà ở mình còn rất thiếu. Thế thành ra ngành này sẽ là ngành tăng trưởng rất mạnh. Bên cạnh đó là vật liệu xây dựng. Và vật liệu xây dựng đây chủ yếu là ngành thép sẽ là mạnh nhất. Bởi vì ngành thép này không những được hưởng lợi từ Việt Nam mà được hưởng lợi từ các cái đối thủ trên thế giới nó giảm sản xuất đi. Đó, thì đấy là những cái ngành chính mà chúng ta tập trung trong cái thời gian. Tóm lại là chứng khoán này, ngân hàng này, công nghệ này, bán lẻ này, đúng không? Bán lẻ tiêu dùng đấy, bất động sản và vật liệu xây dựng, đó là những ngành chúng ta cần chú ý. Thêm một chút thì chúng ta hãy chú ý đến 3 đến 5 tháng dẫn đầu thôi và chọn ra ở trong đó cho tên. Đi co, ok. Ok, cái nguyên nhân này thì anh không trả lời được. Nhưng mà họ bán thì họ thích bán thôi, đúng không? Đấy, thì mình cũng không hiểu được. Nhưng mà tuy nhiên như này, trong đầu tư ấy, chúng ta lưu ý một điều là chúng ta hãy dựa vào, chúng ta hãy đơn giản hóa mọi vấn đề đi. Dựa vào 1-2 tiêu chí cốt lõi nhất thôi để chúng ta ra quyết định. Rất nhiều người rất thích theo cú ngoạn,
và theo tự doanh. Nhưng mà mọi người ở đây đã bao giờ, đã ai thống kê là tự doanh có thắng được thị trường không? Chia sẻ với các anh chị 108 vị anh hùng chứng khoán ấy. Lúc cao điểm là đúng 108 công ty chứng khoán nhé. Bây giờ rời rớt chết gần hết rồi. Sống khỏe đâu đó chỉ được 15 vị thôi. Sống giặt vẹo khoảng thêm độ hơn 30 vị nữa là 50 vị thôi. Còn các vị kia chết hết rồi. Bởi vì các vị đầu tư rất kém hiệu quả. Và ngay cả các công ty chứng khoán đầu tư hiệu quả nhất hiện nay ở trên thị trường, đó là Bản Việt Hồ Chí Minh, thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn thị trường index một chút xíu thôi. Còn lại tất cả các cái công ty chứng khoán khác đều thua thị trường. Vậy tại sao chúng ta phải theo đó? Đúng không ạ? Không có lý do gì. Và thực tế là chứng minh này, họ bán này giá rất rẻ đúng không? Xong cổ phiếu toàn tăng mấy chục phần trăm này. Thực tế hết. Thì bây giờ quay lại cái câu chuyện như thế này. Xin thưa với cả nhà là thị trường chứng khoán mới diễn ra được có 20 năm. What? Các công ty chứng khoán ngày trước được thành lập ấy, thì nó xuất phát từ toàn những tay ngang. Và có một điều là những năm trước ở Việt Nam ấy, các cái vị chủ tịch hay là tổng giám đốc hay này kia có công ty ấy, thì họ thường ban đầu họ có một chút chuyên môn thật, nhưng sau khi họ làm lãnh đạo hay họ quên rời xa luôn chuyên môn. Họ rời xa luôn chuyên môn và họ làm cái gọi như kiểu quan hệ chính trị, làm xã hội, làm này kia là chính. Mọi người ở đây đấy không? Nhiều doanh nghiệp đấy không? Thành ra nó không đi sâu vào lĩnh vực đầu tư. Nó không giống như ông Buffett, ngay cả bây giờ chủ tịch tập đoàn của gần 1.000 tỷ đô vẫn nghiên cứu đầu tư. Còn các vị lãnh đạo công ty chứng khoán Việt Nam, mọi người thấy có nghiên cứu cổ phiếu đầu tư không? Hiệu quả không? Thuộc làm cho môi trường rồi không đâu. Thế ra nha là họ không đi sâu vào lĩnh vực. Cộng thêm là họ là những cái người tay ngang, chính xác là tay ngang. Cái thời năm 2000 đến năm 2010 á, họ lên được là nhờ họ đánh đấm V. Và ngay cả bây giờ họ vẫn nói câu chuyện. Và chỉ những cái tay, những cái anh chị trẻ sau này á, có chịu khó đầu tư rất bài bản về kiến thức, về tri thức, nghiên cứu chuyên sâu, thì những người bây giờ rất thành công trong việc đầu tư. Còn những cái vị kia rất thành công trong việc điều hành doanh nghiệp, làm dịch vụ. Và chúng ta có thể thấy lợi nhuận đến từ chính từ các công ty chứng khoán lại là đến từ cho vay mời tin, từ môi giới, và đến từ kinh doanh nguồn vốn trái phiếu, chứ không phải là đến từ đầu tư. Tuy nhiên có một lớp rất trẻ bây giờ, thậm chí kể cả các bạn sinh năm 98, 2000 thì rất giỏi, học rất bài bản, thì đó chính là những người của tương lai. Thì sau này họ làm những cái công ty đầu tư thì kỳ vọng cao lợi nhuận sẽ tốt. Bên cạnh đó thì ở Việt Nam có một cái vấn đề nó liên quan đến yếu tố gọi là yếu tố ethic, đạo đức. Có thể là điều hành cho công ty lợi nhuận chỉ 10% thôi, nhưng tài sản nó có thể lại 80%. Có đấy. Cũng biết rất nhiều đội là mua vào rồi đẩy lên tí rồi hô hào anh em nhảy vào để cúp đạn. Đó. Thì đấy là cái vấn đề liên quan đến tự doanh, ta không được quan tâm đến họ. Tiếp theo vấn đề nhà đầu tư nước ngoài ấy. Em về em nghiên cứu Hòa Phát đây. Nước ngoài mà cứ bán ở vùng đỏ, lên đỉnh để mua lại. Đúng không? Hòa Phát nước ngoài bán thời gian qua bán kinh khủng rồi. Mấy tháng qua càng bán càng lên. Và nước ngoài bây giờ nó cũng chia ra là hai loại. Một loại ấy là cũng theo phong trào giống nhà đầu tư chúng ta thôi, đâu khác. Đúng không? Rồi là bên cạnh đó là các quỹ đầu tư ấy, thì họ lại nhận vốn của những nhà đầu tư nhỏ đó. Thế là khi thị trường người ta nhìn thấy thị trường tăng mạnh và thế là người ta bỏ vốn và người ta đầu tư. Và khi bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm, người ta rút, người ta cuối cùng toàn mua gần đỉnh và bán trên này. Thực tế chia sẻ luôn, thực tế là các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thua nhiều hơn thắng. Không phải thắng đâu nhé. Có DC và một số tổ chức rất chuyên nghiệp họ thắng. Còn lại các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bị lùa gà kinh khủng. Đấy, cũng giống như ví dụ chúng ta ở đây, chúng ta oai, chúng ta nghĩ chúng ta oai hơn đội Lào, đội Campuchia. Sang đây cứ nghĩ nó ngây thơ nhưng nó lừa chúng ta làm sao?
thì mấy ông Việt Nam chuyên lừa bọn Tây đấy. Nó đến thì các ông vẽ dự án cho nó hoành tráng, ông tỏ ra rất chân thành. Và đội cũng ngốc cơ, đội cũng nghĩ là bọn này bọn thủ dân, bọn Việt Nam thủ dân. Đúng không? Nhưng biết đâu là khôn à. Đúng không? Việt Nam bán cái gì cho nước ngoài có rẻ không? Ngày xưa thì có thật, cái đêm mấy năm. Nhưng mà 5, 7, 10 năm trở lại đây bán cái gì chắc. À, Sabeco chắc không? Nhiều người bảo nó mua có lý do cái gì? Cái tập đoàn mẹ với nó mất một nửa vốn hóa vì mua Sabeco. Đúng không ạ? Định cứ bảo cộng hưởng được cái gì đâu. Đúng không ạ? Đấy, mua Sabeco xong này có thông tư rượu bia. Đúng không ạ? Đấy, còn sữa Vinamilk chẳng hạn, bán cho 170 mấy, 180, cách đây 3 năm rồi, bây giờ lại về bao nhiêu? Đó. Đúng không ạ? Rồi là ngày xưa rồi mấy ông ngoại vào mua PLX, rồi à mua PVX, rồi mua đủ thứ trên đời. Vào một cái vẽ này một đồ cũng giống như cái bức tranh kinh tế lúc nãy thủ vẽ. Thế là các bôi màu quá nhảy hết vào, hoặc cũng bị đuổi. Đó thì về cơ bản nhà đầu tư nước ngoài thực ra là thua nhiều hơn thắng rồi. Và từ nãy nói là án màn và quay lại vấn đề như này, hãy đơn giản hóa nhất phương pháp. Một, chọn những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng tốt. Hai, định giá này. Ba, tất nhiên là yếu tố quản trị lãnh đạo của mình. Đúng không? Bây giờ em quan tâm đến nước ngoài, mấy hôm nữa lại quan tâm đến Biển Đông, mấy hôm nữa lại quan tâm đến Trung Đông, mấy hôm nữa lại quan tâm giá dầu, giá quạng, đủ thứ trên đời, lạm phát, lãi suất, quan tâm cả ngàn yếu tố đến nước ngoài. Hãy tập trung vào những yếu tố cơ bản. Đúng không? Rất nhỏ đúng không? Có một điều hay nữa là ngày xưa thì thị trường chứng khoán hung muộn, ít người tham gia ấy. Và người ta cũng đâu có tri thức nhiều. Thế là anh em bán rẻ đến mấy người ta bọn mình lại còn đáng tiếc. Vì hôm nay sàn thì mai sẽ sàn thêm vài phiên nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ khác, bây giờ các nhà đầu tư bây giờ, đặc biệt các anh chị ở đây này, rất nhiều các anh chị chủ doanh nghiệp kinh qua rất nhiều kinh nghiệm rồi. Thế là bán rẻ là họ nhảy vào họ mua dần rồi. Không có chuyện là cũng nhìn giá mà lại còn nhìn vào bản chất doanh nghiệp. Thành ra bây giờ mọi người thấy mấy hôm sập rõ ra mạnh đấy, hôm sau có sập chứ. Tại vì mọi người thấy nó rẻ rồi mọi người mua thôi. Còn như ngày xưa mông muội chả ai biết đến định giá là gì, ui nó giảm còn phải giảm 5 phiên nữa. Đó, thì bây giờ là tri thức của nhà đầu tư hơn hẳn ngày trước. Cũng chính vì thế cho nên là ngoại bán ra nếu rẻ thì ta mút thôi. Phục nhớ là anh bạn Phục gom Hòa Phát đâu được mấy triệu trong vòng là một năm qua. Đúng không? Nhiều người bảo nước ngoài bán nhiều thì sao ông cũng mua nhiều, rồi là thanh khoản nó nhiều đấy, ông mua nhiều nó nặng mông lên thì ta được. Không, nhưng mà cứ rất rẻ là anh ấy mua. Thế là riêng con Hòa Phát đâu anh lãi đâu khoảng gần 100 tỷ. Đỉnh cao rồi. Cứ rẻ lắm, hấp dẫn lắm. Không giống như Phục mà Phục chém gió với các anh chị thì không phải, các anh chị cứ rẻ đi đừng có nghe. Phải đúng tiêu chí. Vâng, cái câu hỏi Vic thì hơi khó, không khó trả lời lắm anh ạ. Vì nếu mà định giá nó thì từ rất phức tạp. Nó liên quan đến câu chuyện như anh vừa nói đấy, nào IPO, nào game, nào này, nào kia đúng không ạ? Còn riêng về Vinhome thì cũng có thể trả lời được là Vinhome là một cổ phiếu bất động sản tuyệt vời. Và nó vẫn chưa đến tới hạn phát triển. Năm 2020 một mình Vinhome bán một nửa sản lượng bất động sản ở toàn Việt Nam. Và nó còn hùng mạnh nữa.
Nhiều người bảo bất động sản bây giờ là tăng cao quá rồi, đến nữa không thể tăng ấy. Nhưng xin thưa với các anh chị chuyên thua đâu. Nếu các anh chị sang các cái nước xung quanh chúng ta ấy, giá bất động sản nó còn tăng kinh khủng nữa. Ví dụ ở Thẩm Quyến, nếu ở trung tâm nó đâu là giá bất động sản khoảng 250-300 triệu một mét tính là tiền Việt. Còn nếu mà cách trung tâm Thâm Quyến đâu nó khoảng độ hơn 100 cây thì nó mới giá có giá khoảng 80-120 triệu. Việt Nam tương lai nó có sẽ có tăng trưởng rất tốt. Rồi tiếp theo cái đô thị hóa của Việt Nam thế này đã kinh rồi nhưng mà còn chưa ăn thua được. Các anh chị nhìn lại hơn 10 năm trước thì Hà Nội có gì không? Cũng nhớ là hồi 2007 cái tòa HITC ở chỗ Xuân Thủy nó cao có 8 tầng to lắm. Nhưng mà bây giờ nó lại đi. Thì 10 năm nữa cái đô thị hóa mọi thứ của Việt Nam nó kinh khủng. Rất khủng khiếp. Thành ra ngành bất động sản vẫn là một ngành tăng trưởng rất mạnh. Thì Vinhome là người đi đầu. Nhiều người cứ nói là nó lấy ở đất ở các vùng ven Hà Nội ấy, đúng không? Sao xa thế? Nhưng mọi người yên tâm đi, Ocean Park hay là Smart City nhé, 10 năm nữa nói là vùng trung tâm đấy. Đó, thế thành ra về câu chuyện Vinhome là một câu chuyện nếu mà các anh chị thích bất động sản thì nó sẽ là doanh nghiệp nào. Và cái quỹ đất của Vinhome cũng như các khu đô thị của Vinhome ấy, thì xin chia sẻ nó là ở đẳng cấp là công ty bất động sản to hàng đầu thế giới, nhưng mà hàng đầu Việt Nam đấy. Ông Donald Trump là một tỷ phú cực kỳ nổi tiếng bất động sản đúng không ạ? Xin thưa với các anh chị, ông Donald Trump chưa bằng 1% của cái ông Vinhome đâu. Nói thẳng luôn, các cái khu bất động sản của ông có mấy tòa thôi, có gì đâu. Đúng không? Ông Vinhome một khu đã gấp mấy rồi. Thế ra là cái về triển vọng dài hạn thì thằng Vinhome là về bất động sản rất tốt. Nhưng mà có một câu chuyện là phụ thích ở doanh nghiệp bất động sản, đó là doanh nghiệp đó rất dễ họ ghi nhận lợi nhuận ra ngoài. Đó, còn dòng Vinhome thì nếu mọi người có đầu tư Vin với Vic ấy, thì chỉ duy nhất một yếu tố thôi, mọi người tin anh Vượng không? Nếu mọi người tin bác Vượng thì mọi người đầu tư. Còn định giá của nó thì cũng hơi phổ biến, hơi khó. Đó, thì đấy là chia sẻ về bất động sản. Thế anh Vượng còn bảo lên 2x được không? Không có nói. Nhất là anh có thể chia sẻ với bạn của em chung trận đấu của anh thôi, và qua những chút của anh thì anh chia sẻ với tất cả các anh lúc đấy là kinh nghiệm hay là cái việc sản thân đấu của anh ra sao để mình biết đáng được và chúng ta làm sản thân đấu không được đi một lần sản thân đấu thì mình cũng là tuyên quay nhất cho là sản thân theo đá của công lý theo giai đoạn của phẩm. Tuy nhiên thì với những người cá nhân của em cũng có quả cũng như một vài định là tâm lý là mình sẽ một là hoặc là chờ cơ hội chúng ta ok thì vào lúc hoặc là mình khi nhất định là mình bắt đầu okay. Có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm anh như thế nào và có mấy cái vị trí anh giải ra những việc anh nắm được trong thời gian bao lâu giữ cái tư thế của mình thì em cũng muốn nói là những cái đẹp và anh sẽ ra hàng khi nào. Thực tế là cái việc vào thì ok nhưng mà ra đôi khi sẽ là những việc rất khó thì em không như em. Cái câu hỏi thứ hai là những người như đang đặt câu thông thường cái thông tin thì qua Zoom hoặc qua những thanh nhỏ hoặc qua những thông tin nội bộ để xác định cái việc là đứng hàng hay là mình vào một chỗ. Với người làm lâu năm như anh, kinh nghiệm của anh, những thông tin anh đến từ cái thông tin cơ bản này rất ok. Tuy nhiên anh có dựa thêm những thông tin khác không? Và đây thì nói anh có những nhóm riêng của anh cũng đã cười vào đến 20 triệu đô. Chúng có điều kiện vào cái nhóm này như thế nào? Thì là như thế là những người như đẳng cấp như anh thì để có những nhóm lớn thì phải tiêu chí như nào? Thì thực tế của em đa phần mọi người chỉ có 50 triệu 200 là cái tiền tỷ và chỉ là lớn rồi. Chắc chắn là những người đẳng cấp khá mập như anh thì tiêu chí riêng. Và có khi trong nhóm của anh lại đôi khi lại nói tôi ra là đang lùa em vào. Đúng không? Đấy thì chúng ta là em rất muốn chia sẻ thẳng thắn với vai trò anh đi trước. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, em thì em ít tuổi thôi. Có điều là kinh nghiệm đầu tư thì nó cũng có một chút nhưng mà tuổi thì ít. Thì trước tiên là về cái chiến lược tích sản ấy, thì bây giờ thực ra chiến lược nào nó phải phù hợp với cái năng lực và cái điều kiện thực tế của mình. Ví dụ công việc của mình không phải chuyên về đầu tư ấy, cái việc tích sản hàng tháng rất hợp lý. Rất hợp lý luôn. Còn nếu mà anh là một dân chuyên đầu tư ấy thì anh lại có một lượng tiền tốt. Nếu cứ định giá rẻ anh mua hết cho em, anh chia làm 3 năm mã để giảm rủi ro.
hoặc là anh tin vào những cổ phiếu ấy có triển vọng tốt trong tương lai, anh giải ngân luôn đi. Chứ không sao, hàng tháng anh thêm một ít để mình giữ cái thói quen tích lũy, có thể là hướng dẫn cho các bạn nhỏ vân vân. Đấy là chiến lược kích sản là như thế. Anh tin thì anh có thể giải ngân luôn, được chưa? Còn nếu mà anh chưa thực sự tin lắm thì anh cứ giải ngân từ từ, và hoặc giải ngân từ từ thì anh có thể gửi ngân hàng là người đợi giúp anh thêm tiền. Anh lên online gửi một cái một tháng, hai tháng, ba tháng, một tháng đến 12 tháng, thế là cứ một tháng lại có một cái về, thế là anh bỏ vào, thế là anh mua được một cái mức giá gọi là bình quân hấp dẫn. Thì dựa trên các cái cổ phiếu ETFin có đưa ra cho các anh chị tham khảo, thì đó đều là những cổ phiếu được sàng lọc rất kỹ. Thì tùy tiêu chí, các bạn ấy đã post các cái bài đánh giá của các doanh nghiệp đấy, doanh nghiệp nào chín người, doanh nghiệp nào tăng trưởng ấy, thì các anh sẽ chọn, các anh thích cái chiến lược cổ tức sẽ chọn cổ tức, thích cái chiến lược tăng trưởng sẽ chọn cổ tức, được chưa? Đấy là về cái chiến lược tích sản như thế, nó rất phù hợp. Và lợi suất phục tin rằng là trong cái thời gian tới với những cái cổ phiếu như thế, trong lâu dài thì tối thiểu nó phải gấp rưỡi đến gấp đôi ngân hàng. Còn nếu mà chúng ta chọn những cái cổ phiếu mà nó hợp với chúng ta và những cái thời điểm mua tự nhiên nó lại tốt thì chúng ta có thể lợi nhuận 20-30% lợi nhuận kép. Tiếp theo về cái chiến lược cái các cái group lớn ý, thì lại phải tùy vào đặc điểm của nhóm. Thực ra là các cái nhóm ấy cũng không đánh đấm theo game đâu, toàn cổ phiếu cơ bản này kia nền tảng chuẩn chỉ mới mua, cứ định giá rẻ là mua thôi. Chứ nhóm này không phải là nhóm làm giá cổ phiếu, bởi vì những cái cổ phiếu đã xác định để nhóm vào ấy, thường là thanh khoản một phiên nó lên đến cả vài trăm tỷ, thì nhóm cũng chẳng qua chỉ là những cái hạt cát bảo vệ thôi, chứ không phải là cá mập hay là tay to gì đâu. Đó, và cái tiêu chí đầu tư của Phục cùng với các anh chị là rất rõ ràng, chúng ta đầu tư giá trị bài bản chứ chúng ta không làm gió. Và cũng chia sẻ luôn là gần như 100% quyết định là dựa vào nền tảng của doanh nghiệp chứ không dựa vào tin tức của tí nào. Cho dù Phục viết rất nhiều tin về các cổ phiếu và đánh lên đấu giá này x y z đủ thứ nhưng Phục không tham gia, bởi tham gia lâu nó quen đó. Thế là thành ra cứ cổ phiếu bài bản chuẩn chỉ. Còn cái điểm mua điểm bán như thế nào? Điểm mua đó định giá hấp dẫn xong, điểm bán là lúc nào giá cao, giá cao thì tích sản sẽ có cảnh báo. Hoặc là đến nữa các anh chị có học tập luyện công nhiều thì các anh chị sẽ biết điểm cao ở điểm này. Nếu học tập về định giá các anh chị sẽ biết đó. Thì đấy là những cái gì đó nó rất đơn giản. Và nếu mà dựa vào tin tức thì Phục đã không giữ FPT được hơn 8 năm, bởi nó trồi sụp liên tục đúng không ạ, có giai đoạn kinh hoàng luôn. Phục tin vào doanh nghiệp đó. Khó khăn này chỉ là nhất thời tạm thời, và xu hướng phát triển nó là rất nhiều. Thế là những lúc ý lại thậm chí nhảy vào mua. Thành ra chia sẻ với các anh chị lợi suất, nếu tính lô đầu tiên mua FPT đến bây giờ các anh chị biết lợi nhuận bao lần? 8 năm qua 12 lần. Lô đầu tiên mua lãi 12 lần. Đấy, hôm qua hôm kia lại vào tiếp cả 80. Đấy, có Mr. Nam người đặt cũng lại múc cả 80. Không. Con ấy ít nhất là 5 năm. Dạ. Nếu mà chúng ta đầu tư lâu dài thì đó là một mức giá rất hấp dẫn. Bởi năm nay lợi nhuận FPT phải tăng trưởng tối thiểu 25%. Đúng không? Quý 1 tăng 22% đúng không? Nhưng quý 2, quý 3 là cái điểm yếu của nó năm ngoái. Thế anh em quý 2, quý 3 năm nay sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Đó ạ. Đấy thì cái xu hướng công nghệ này rồi, thì nó là tất yếu rồi. Các cổ phiếu rất là chuẩn chỉ. Em nghĩ là chúng ta nên bỏ qua cái yếu tố giá. Chúng ta có định giá của nó có hấp dẫn hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta mua thôi. Bởi vì ví dụ thế giới di động mà chia tỷ lệ 1 năm thì nó lại về bằng VND, đúng không ạ? Em thì cá nhân bản thân Phục khác với các anh chị đây một chút, là Phục chỉ thích cổ phiếu là giá càng to càng tốt, nhìn nhỏ nhỏ tí, đặt lệnh cho dễ.
ạ. Chưa đấy, chúng ta rất nhiều, đa phần các anh chị mới vào thì thường thích cổ phiếu trị giá nhỏ hơn đúng không ạ? Bởi vì nghĩ là nó có thể tăng mạnh. Nhưng cái này nó không giống đất đúng không ạ? Thì nó giống đất ở chỗ là như này, miếng 10.000 mét và miếng 1.000 mét thôi, chứ nó không phải giống là miếng 50 triệu một mét và 5 triệu mét đâu. Mà là 10.000 mét và 1.000 mét thì nó có 10.000 lần nhau, chứ nó còn gấp. Đấy thì có chỉ số PE chẳng hạn đúng không ạ? Nếu PE cùng bằng 10 thì một thằng 100 thì EPS 10, thằng nào dám 10 thì EPS 1. Thế thì quan trọng nhất thì vẫn là đáp ứng hết các cái tiêu chí về cơ bản của doanh nghiệp có tốt không. Đó, đó là lợi thế cạnh tranh tốt không này, định giá rẻ không này, quản trị lãnh đạo tốt không này. Nếu tốt, cổ phiếu nào chúng ta cũng dùng. Thì đấy là tùy vào anh, các tiêu chí có phù hợp của anh. Chứ chúng ta bỏ vài giá đi. Vâng. Dạ. Vâng. À vâng, thì ở bất kỳ thị trường nào thế thôi, Mỹ hay Việt Nam thế thôi, cũng đều có cá này cá kia đúng không ạ? Cũng đều có làm giá và cũng đều có những cái chân chính đúng không ạ? Và doanh nghiệp cũng thế, cũng có những doanh nghiệp ma, cũng có doanh nghiệp làm ăn bài bản. Đúng không ạ? Thì việc của chúng ta là bây giờ chúng ta xác định theo mình thế nào. Thì tốt nhất là với những nhà đầu tư cá nhân thông thường ấy, chúng ta hãy đầu tư theo cái hướng bài bản chuẩn chỉnh. Thì đó là chọn những doanh nghiệp chuẩn, doanh nghiệp tốt hàng đầu, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp quản trị công ty ok. Thì quản trị công ty ok, bây giờ các anh chị, các cô chú chỉ cần nhìn trên mạng, quên đọc về doanh nghiệp một thời gian là mình biết được doanh nghiệp nào có tử tế không, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ nói đến anh Quyết chẳng hạn, hay nói đến anh Long Hòa Phát chẳng hạn, thì mình biết là anh nào đẹp trai hơn, đúng không ạ? Rõ ràng, đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế là chúng ta biết rồi. Thì thị trường người ta đánh giá thế, đúng không? Thì đấy là chúng ta tập trung vào những cái ông ấy. Và đặc biệt là vì Phục rất là thích nhân đây chia sẻ một chút, là rất tự hào người Việt Nam trong vài năm gần đây. Nếu ngày trước thì không tự hào lắm đâu. Ngày trước thì suốt ngày lôi xấu nào thì Việt Nam khôn lỏi nào, thì Việt Nam nghĩ ngắn nào, thì Việt Nam đủ thứ trên đời nghe xấu xả quá. Thực sự hồi Phục một số năm thì cũng rơi vào cái trạng thái như thế. Và khi mình rơi vào trạng thái nhìn mọi thứ tiêu cực, đời nó cũng vô ảo. Nhưng mà 1-2 năm gần đây thì thấy các cái doanh nhân Việt Nam phải nói là họ tuyệt vời luôn. Tư duy họ lớn, tầm nhìn họ tuyệt vời, họ vượt thời đại. Họ muốn làm những cái gì đó để đời cơ. Rất nhiều doanh nghiệp bây giờ họ làm không phải vì túi tiền nữa rồi, vì tự hào dân tộc. Thế thành ra cũng rất nhiều doanh nghiệp họ rất tự hào, họ được đóng thuế nhiều. Và ở trên sàn này hội tụ rất nhiều doanh nghiệp. Họ làm ăn nghiêm chỉnh, làm ăn nghiêm túc, tử tế vô cùng. Thì đấy chính là những cái doanh nghiệp mà chúng ta cần ngắm đến hỗ trợ. Và chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi. Thì cái câu chuyện, ví dụ kể đây câu chuyện về Hòa Phát. Đội nhân viên ngân hàng bảo là không thể rút lót được cho nhân viên Hòa Phát và FPT. Đúng vậy. Bởi vì sao? Bởi rất đơn giản là cái văn hóa doanh nghiệp từ trên đến dưới họ rất rõ ràng, họ rất chuẩn chỉ được. Ông chủ tịch ông chuẩn thì ông phó sẽ chuẩn, phó chuẩn, tổng đốc chuẩn thì giám đốc cấp dưới chuẩn, trưởng phòng chuẩn, nhân viên chuẩn. Thế thành ra họ mới đưa được với con tàu 5-70 ngàn người, 100 người đi mà. Còn nếu mà ông chủ tịch mẹ lem nhem với cấp dưới, rút cái này giấu cái kia vào túi thì ông tổng cũng làm được thế. Ông giám đốc vô cũng làm thế, ông trưởng phòng thế, ông nhân viên thế, thế ông cũng cùng cảm cái hệ thống nó đi bè bè. Thì các cái doanh nhân bây giờ họ được tiếp cận với tri thức rất nhiều trên thế giới, họ ứng dụng rất mạnh. Lúc Bác Hượng chẳng hạn, các cái có quyển sách thì tốt để ghi lại Bác ấy giới thiệu của tư tưởng Bác ấy như thế, phải tâm nhìn được.
nhân viên thì họ sẵn sàng là chia sẻ cho lợi ích đầy đủ hài hòa, nhưng mà phải tập trung. Chứ ông nào thế mà ông con đã, ông nhân viên đã đòi ăn tí, ông trưởng phòng ăn tí thì cũng không công việc ở đấy đâu. Và cũng nhân đây cũng nói luôn, Hoàng Anh Gia Lai thất bại là vì sao? Ngày xưa Hoàng Anh Gia Lai là doanh nghiệp tư nhân số 1 Việt Nam, thất bại từ lọ. Cuối cùng mỗi thằng một tí hết sạch. Cái mảng mía đường của Hoàng Anh Gia Lai ngày trước là được đánh giá tốt vô cùng đúng không? Sang Lào, Campuchia cánh đồng gỡ bát ngàn luôn. Đến lúc bán lại cho thành anh công kiểm toán âm mất 8 tháng vì thất toán. Cái mảng bò Úc Hoàng Anh Gia Lai có phải đầu tiên không? Hoành tráng nhất đúng không? Cuối cùng lỗ trọng bò. Bây giờ Hòa Phát thì thì các ông ấy bây giờ rất là chuẩn chỉ. Hay ví dụ anh Tài Thế Giới Di Động, anh chia sẻ câu chuyện như này. Có người biết anh ấy gửi hồ sơ và anh ấy theo kinh nghiệm. Anh Tài anh bảo tốt nhất là em nên gửi đúng quy trình. Nên qua anh cửa của anh còn thấp hơn. Bởi vì tất nhiên là những người rất là đỉnh cao thì anh ấy sẵn sàng mời thì rất là uy tín, ok rồi, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà người bình thường mà đổ, anh lại chèn vào chẳng hạn. Thế là cấp phó của anh này cũng lại chèn thẳng định vào. Giám đốc vùng lại chèn ra, người này chèn, người kia chèn, thì cũng không có tổ chức của anh ấy gì. Đó. Thì ở Việt Nam bây giờ rất nhiều các doanh nhân họ có tư duy rất là mạch lạc và lớn. Họ tập trung làm ăn thay vì họ nghĩ là tôi phải trốn một đồng thuế, hai đồng thuế, ba đồng thuế. Thay vì thế họ dành hết tâm sức ý để làm ăn, làm một cái công trình vĩ đại đi. Thế thì họ mới phát triển. Còn cái ông nghĩ tù mù chưa chi đã nghĩ làm nào để ăn chặn thì làm sao có ý tưởng sáng tạo để phát triển được doanh nghiệp. Chả thế mà Vinhome nó đi đầu mà những công ty bất động sản khác đang lè đèn đi đấy. Vinhome biên lợi nhuận 50% đóng thuế rất đầy đủ luôn. Thế ra ông đi đâu phải lo nghĩ về cái chuyện suốt ngày mà bảo rồi thu chỗ này ăn thông tin. Dành toàn lực vào phát triển. Trước khi có Royal City, Vinhome chả là cái gì do Vinaconex. Do sau cái Sudico hay do các doanh nghiệp bất động sản khác. Nhưng bây giờ thì sao? Ông đã làm là làm rất quyết liệt, làm rất lớn, làm một phát là xong luôn. Đấy thì tư duy những lãnh đạo thế này. Hay là anh Long và Phát ấy, mọi người thấy không? Dung quất các thứ làm bài bản đâu rồi. Thế thì khi đó quay lại cái câu chuyện này đây, là đâu nó cũng có người sống người tốt. Đâu có doanh nghiệp lởm, doanh nghiệp không lởm. Vậy việc của chúng ta là chúng ta được quyền lựa chọn. Cũng giống như lựa chọn bạn mà chơi, chúng ta được quyền bạn thì cũng phải sống hay không. Cổ phiếu của bạn hãy chọn những ông tuyệt vời đi. Và những lúc nào ông ấy định giá rẻ nhiều đuối thì mình đến bên mình cứu ông. Là ông sẽ trả lại quả cho mình thân được. Và thực tế mọi người có thể đấy, chỉ có những doanh nghiệp nào ăn đoàn hoàng bài bản giá nó mới tăng miên buồn của không nhiều đang bền vững. Còn những doanh nghiệp làm giá làm ảo mọi người thấy cuối cùng lẹt đẹt mãi ở cái đáy xã hội. Thì làm sao để làm được thế? Thì cái đó thì chúng ta cần phải tập trung vào cái việc gọi là chúng ta nâng cao kiến thức. Nâng cao kiến thức bằng cách là như mình chia sẻ từ nãy, cốt lõi về được nghiên cứu xem doanh nghiệp của ngành gì có phát triển tốt không, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, lãnh đạo tốt không, cuối cùng mình làm để chúng ta chi tập trung những yếu tố trong vòng 5 liền xem anh chị sẽ trở thành người xuất sắc nhất. Không có. Thực sự không có. Và nhân đây thì cũng giới thiệu PR một chút. Thế nên tin vừa mới ra một cái khóa học liên quan đến gọi là đứng trên vai người khổng lồ online. Phí đâu có hơn 600k. Nhưng khóa này thì trang bị cho anh chị tư duy lần này. Đó là mình nhận diện được cá nhân mình có mạnh. Nhất. Thứ hai là mình mượn được sức gì từ những cái thằng tinh hoa nhất. Thì ở trong đấy thì cũng có đưa ra hướng dẫn cho anh em rất đầy đủ và bài bản. Và có một cái cộng đồng về cái tên của chương trình đó. Chương trình đó thì mình sẽ đẩy mạnh nó đứng trên vai của nó. Tức là ví dụ Tú là người khổng lồ chẳng hạn, là người rất tinh hoa. Ok, mình lấy điểm mạnh của mình cộng thêm lấy điểm mạnh kết hợp ra chiến lược.
và làm thế nào để làm được điều đó thì ở trong cái chương trình của anh thì anh đã tìm được một cái rất hữu ích của anh. Đây nó cũng không mang là những bán hàng gì đáng tốt, bởi vì thực sự nó không bao nhiêu cả. Nhưng mà cái chương trình thật hẳn ở trên Academy, đấy là phim Academy đó. Cái sẽ trang bị cho các anh chị được cái này, kể cả những nhà đầu tư không xong có thể hoàn thành những cái tài tốt nhất. Nhờ cái chiến lược em đều cũng giúp được là cái team nhà đầu tư gọi là siêu to trong chiến lược rất nhanh. Đó là tìm những cổ phiếu lớn nhất đồng ngành nhất. Thứ hai, xem những cổ phiếu lớn nhất đồng ngành ấy được những cái thằng uy tín nhất thị trường nào nó pick ra, nó lựa chọn ra, nó phân tích, nó đánh giá, nó lại định giá hấp dẫn. Xong lấy lọc thứ hai, lấy lọc thứ ba lại xem những cái thằng tay to nhất thị trường nó mua những cái cổ phiếu nào trong những cổ phiếu đó. Được chưa? Rồi cuối cùng mình lọc ra một loạt, rồi cuối cùng ra những cái thằng to nhất, tăng trưởng mạnh nhất, định giá hấp dẫn dẫn nhất, được tổ chức to nhất hết. Là mình chỉ cần xem giá là mình chiến thắng, là mình chiến thắng tổ chức lớn nhất. Đấy thì đấy là một cái chiến lược rất hay. Thì giới thiệu cả nhà như thế. Viettel Post đúng không? Và FPT đúng không? Rồi. Và cổ phiếu Viettel Post có vẻ được rất nhiều anh chị quan tâm đúng không ạ? Bởi vì vừa thấy nó lao từ 130 xuống 80 đúng không ạ? Vâng, thì trước tiên để đánh giá Viettel Post thì chúng ta đánh giá này. Đầu tiên cái ngành của nó rõ ràng là một ngành tăng trưởng rất mạnh đúng không? Ngành thương mại điện tử. Thằng này lại là một cái thằng trong cái mắt tích đó. Đúng không? Tuy nhiên chúng ta cũng lại đấy là đầu về ngành thì tăng trưởng rất mạnh là xu hướng tất yếu rồi. Nhưng mà về doanh nghiệp ấy thì chúng ta cần phải xem nó có lợi thế cạnh tranh mạnh không. Thì trước đây lợi thế mạnh nhất của Viettel Post là gì ạ? Mạng lưới đúng không? Nhưng mà bây giờ mạng lưới không phải lợi thế nó nữa. Mấy cái công ty vận tải, mấy cái công ty này kia quốc tế ấy, nó vào nó đầu tư mấy trăm triệu đô và nó vượt ngay thẳng. Thế thành ra thằng ấy đang bị cạnh tranh rất không liệt. Không liệt. Chính vì thế cho nên khả năng rất cao là biên lợi nhuận của nó sẽ bị suy giảm tương lai. Và thực tế chúng ta nhìn thấy nó đã suy giảm từ năm ngoái đúng không? Năm ngoái. Còn việc nó có thể duy trì tiếp cái mức lợi nhuận này hay là tăng trưởng tiếp hay không ấy thì phục cho là có, nhưng mà nó không phải chắc chắn. Trong khi định giá bây giờ PE bằng khoảng mấy lần ạ? 18 đúng không? 19 luôn. Cộng thêm là tăng trưởng mà bảo chắc chắn được 2-3% trong 5 năm tới là hơi khó. Phục cho là cổ phiếu giá này cũng được thôi, nhưng mà bảo là để mà chắc chắn an tâm đầu tư là không. Tức là an tâm đầu tư mà mình phải kiếm lợi nhuận cao ấy chứ. Netflix không kiếm lợi nhuận 5-7% mà phải cao hơn thì để an tâm chắc chắn thì là chưa có cơ sở chắc chắn. Bởi vì lợi thế cạnh tranh phân tích đi phân tích lại rồi ông ấy như lợi thế cạnh tranh mà rất bền vững là chưa có. Đó, lợi thế cạnh tranh bền vững bây giờ nó phải duy trì được biên lợi nhuận và rất nhiều thứ vậy. Đấy, thì quay lại câu chuyện Viettel Post và FPT nên chọn ông nào? Thôi chọn cái ông kia đi. Bởi vì ở Việt Nam cứ nói Viettel Post ra, FPT ra công thử hỏi là doanh nghiệp thứ hai là cách nó bao nhiêu lần. Nó to hơn gấp 10 lần doanh nghiệp thứ hai. Chúng ta không quan tâm là chúng ta làm cái gì, nhưng mà làm cái gì phải có lợi thế cực mạnh và chúng ta phải vua ở chỗ đó thôi. Thì chúng ta sẽ chiến thắng rất mạnh. Đúng không? Thì đấy thì nên làm được dễ. Và tất nhiên Viettel Post nếu mà sắp tới nó có thể tăng trưởng mạnh thì cũng rất tốt, nhưng mà điều đó không chắc chắn. Vậy chúng ta làm việc dễ hơn.
Tiếp theo về ngành ngân hàng ấy, thì thực sự là một ngành bây giờ chúng ta đầu tư phải tập trung ở những cái công ty nào mà có thay đổi công nghệ mạnh, có các sản phẩm dịch vụ mới rất nhiều, dịch vụ giá trị gia tăng ấy. Bởi vì tín dụng trong tương lai nó cũng sẽ tăng mạnh nhưng nó sẽ chậm dần. Lợi nhuận của ngân hàng sẽ đến từ dịch vụ nhiều, từ khai thác được tập khách hàng. Thì những ngân hàng nào có cái điểm mạnh nhất thì chúng ta nên phân bổ. Và nếu mà chúng ta thích một thằng nào đó phân bổ một thằng. Nếu không chúng ta lại đa tình hơn thì chúng ta phân bổ vào 2 làm 3 cũng được, nhưng là đừng nên phân bổ 5 năm. Ngành ngân hàng cũng nên mắc là rồi hai mắt luôn. Đó, thì cũng không nên phân bổ nhiều quá. Thì để chúng ta còn kiểm soát nữa. Vâng. Thì đấy là trả lời câu hỏi của bạn. Và nhưng mà theo quan điểm thuộc về phân bổ dưới 5 mã để chúng ta còn đỡ bị tối thì nó cũng giống như các vị mua nhiều cung tần quá đỡ chết sớm lắm, mất tập trung. Quản lý dòng tiền chắc là chưa. Có về tư vấn tài chính cho doanh nghiệp thì Phục cũng đang đứng với vai trò giám đốc tài chính khoảng độ 6 công ty nhỏ nhỏ, tư vấn mấy năm rồi và chắc đến nữa thì cũng giúp thôi, hoặc là tư vấn những công ty mỗi quý cũng mất một buổi cho công ty. Thì bởi vì một trong những điểm yếu của các doanh nghiệp Việt Nam đó là vấn đề quản trị. Ý tưởng rất hay, làm việc rất tốt, nhưng cuối cùng làm một thời gian công ty phát triển rất to, 100 nhân sự, 200 nhân viên nhìn lại chẳng có gì nào. Thế thì cái đó là mọi người cũng cần. Thì ASFI đến nữa chẳng khoảng 12 năm nữa sẽ tính được chương trình. Và Phục cũng làm cái vai trò khoảng 30 năm giám đốc tài chính. Thì cái đó thì rất quan trọng. Thì anh chị nếu mà có kinh doanh nhiều anh chị trong thời kỳ đỉnh cao làm ra rất nhiều tiền, đúng không? Không biết vận hành, không biết quản trị thế nào, lúc kinh tế khó, mọi thứ khó, bạn nhà tự mấy năm sau thì đuối này. Đó, thì đấy là một điểm yếu. Thì chúng ta quản trị tài chính này kết hợp đầu tư tài chính nữa thì hai cái cực mạnh. Chia sẻ cả nhà, cũng có một anh bạn cũng một doanh nghiệp ngày trước làm tốt để ra tiền khá, không phải quá nhiều đâu, là tư vấn cho vận hành tài chính khoảng 5 năm qua. Thế thành ra bây giờ riêng mảng đầu tư tài chính của ông sinh lời gấp 5 lần. Đó chính là một trong những cái gọi là xây nguồn thu nhập thụ động. Là bây giờ cái tiền nó cứ thế nó đẻ thôi. Còn ông vận hành kia 100 người trong cái doanh nghiệp thì không bằng 1/5 do với cái tiền này. Đấy là cái bí kíp để chúng ta vận hành tài chính. Tài chính không thể biến không thành có nhưng có thể biến có thành rất nhiều. Đó, cái đó là chúng ta cần phải chú ý. Đây không phải đa cấp nhé. Thank you.
À, thì về cái nhân 3 là không đúng nhé, càng đấy, có thể thôi, có thể. À, còn lợi nhuận tăng trưởng gấp 2 lần trong 3 năm tới là trong tầm tay. Cái năm nay tăng trưởng khoảng 3 mấy% đúng không? Năm sau mà tăng 3 mấy% là gấp đôi rồi đúng không? Nhưng mà trong 3 năm cơ mà, thì 2 năm sau chỉ cần tăng trưởng khoảng 20% một năm, gấp đôi được. Thì giữ nguyên cái định giá này thì giá có thể gấp đôi đúng không? Thế thôi. Thì về câu chuyện liên quan đến lợi thế cạnh tranh đúng không? Thì TP thì cũng là một ngân hàng nhỏ năng động. Nó là cái hay của nó nhỏ, nó năng động và nó tăng trưởng rất nhanh. Năm rồi tín dụng tăng trưởng bao nhiêu phần trăm em nhớ không? 30%. Đúng rồi. Đấy, cái hay của nó là cái tăng trưởng nhanh. Và một cái hay của ngành ngân hàng khác với các ngành khác thường đứng đầu chiếm một thôi. Còn ngân hàng thì là một ngành mà nhà nước họ bảo vệ chung. Đó là tín dụng cấp cho từng ông. Đúng ạ, thế thành ra có thể nhiều ông cùng phát triển. Đó, Vietcombank vẫn là đầu ngành và Tech cũng là đầu. MBF đầu, đúng không? thì cái lĩnh vực ngân hàng đó là như thế. Thì ông này có một cái hay là ông ấy nhỏ thì ra ông đi khá nhanh được. Cái yếu tố hay của nó là đi nhanh được. Chuyên bảo để lên dẫn đầu chắc chắn là không được, đúng không? Đấy thì nó là một cái ngách riêng. Thì nó nhỏ, nó nhanh và nó lại định giá rẻ thì lại là một cơ hội khá tốt. Còn tầm nhìn 3 năm thì dễ nhìn nữa. Còn trong 7 năm hay 10 năm thì chúng ta không thể đánh giá được, đúng không? Thì nó sẽ không có cửa, đúng không? Nhưng mà trong tầm 3 năm như vậy là chúng ta có thể đánh giá được. Thì nó là một trong những lựa chọn mà Phục đưa thêm cho nó mới mẻ một tí. Nên cũ quá thì lúc nào cũng tách cũ quá, đúng không? Đấy thì ý là đưa thêm một cái option để chúng ta lựa chọn thôi. Chứ không hẳn là mua nó mà bỏ những thằng khác, đúng không? Đấy thì cái việc 3 năm lợi nhuận tăng gấp đôi là gần như trong tầm tay, nếu không có gì bất ngờ gì cả. Bởi riêng năm nay lợi nhuận nó đã kế hoạch tăng 33% rồi. Hai đúng không? Thế thì để lên 100% thì những năm sau chỉ cần 20 thôi. Đúng rồi, thì nó không khó. Bởi vì cái dịch vụ nó đang phát triển khá tốt. Còn ví dụ như cái Line Bank như cái này cái kia đấy chỉ là một cái thể hiện là nó chú trọng vào công nghệ. Thì khi nó chú trọng vào công nghệ thì nó sẽ phát triển lên tốt. Nó sẽ có những cái gì nó cải tiến tốt hơn. Và đối tượng khách của nó là những cái đối tượng bây giờ nó ngắm rất nhiều vào đối tượng gọi là 2X ấy, không X. Đó là những cái đối tượng trẻ năng động. Sau này nhìn chung là về cơ bản trong tầm 3 năm này chúng ta có thể ước đoán được là nó tăng trưởng tốt. Nếu còn nhiều hơn thì chúng ta chưa chắc, đúng không? Đấy thì tầm nhìn như vậy thì cũng gọi là thêm một cái tí khẩu vị của anh chị em nhà mình, bảo là ông Phục suốt ngày ông nhai đi nhai lại cái kia nghe nhảm lắm rồi, đúng không? Đó thì đấy là một cái cách thôi, không có gì mâu thuẫn để là những khẩu vị cả. Đấy, và cái kết luận cuối cùng là ngành bank là một ngành có thể cho nhiều khẩu vị. Tức nhà nước cấp cho ông này 10%, ông kia 6, ông kia 7, chứ nó không cho thả ca ông là thích chạy ra nhiều chạy. Đấy thì đấy là cái câu chuyện của em. Thank you.
À, ok. Thực ra cái phái tinh thì nó chỉ là trùng hợp và nó giảm một chút thôi, nó không phải quá sâu đâu. Hôm rồi trùng hợp thôi. Còn vì sao một năm thị trường có 1 đến 2 đợt lên mạnh và xuống mạnh ấy? Rất đơn giản như này. Bởi vì thị trường như vừa rồi các anh chị chia sẻ là cũng có rất nhiều loại cá đúng không? Cá mập, cá nhỏ, cá này, cá kia. Thị trường thì luôn luôn phản ánh cái tâm lý nhà đầu tư. Thì khi mà nó lên mạnh quá thì thường nó giảm mạnh. Đơn giản thế thôi. Lên mạnh quá thì sẽ có một đợt điều chỉnh nó cũng mạnh hơn. Lên yếu thì điều chỉnh yếu hơn. Thì cái này là một cái quan sát ngẫu nhiên trong nhiều năm qua. Thì chúng ta, việc quan tâm của chúng ta là như này. Chúng ta hãy nắm chắc định giá và lúc biết chúng ta sập mạnh. Sập thì chúng ta nhảy mua thôi. Thế cho nó đơn giản đấy bạn. Và bây giờ tự đoán là khi nào sẽ bỏ. Và chúng ta cứ lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị tài khoản chúng ta một cách gọi là cơ cấu tài khoản hợp lý nhé. Cuối cùng thì chia sẻ thẳng với cả nhà, tình trạng quá thái bình thường tài khoản của khoảng 90% tiền. Từ đầu năm 2020 đến nay luôn luôn trạng thái tài khoản bình thường là 90%. Lúc nào sập thì cho lên 130%. Đấy, chia sẻ luôn với các anh chị như này. Lúc nào sập cho lên 130%. Thì khoảng 1 tháng sau thì có thể hạ một chút xíu. Và được một cái là Azfin thì hàng tháng có tiền bơm vào. Thế thành ra kể 3 tháng sau mà nó bơm vào có khi nó cũng đủ về 100 hoặc là về 90. Thế là lại có đợt sập lại bạn. Đó thì 1 năm thì thường có 2 cái đợt điều chỉnh khá mạnh ở đây là điều chỉnh các cổ phiếu của mình 10%. Đó, ví dụ thế. Còn thôi chúng ta tốt nhất chúng ta chỉ tập trung vào việc là chúng ta hãy chuẩn bị kịch bản. Thế nó xảy ra gì chúng ta làm cái đó. Chứ chúng ta không dự báo. Dự báo dễ sai. Dự báo rất dễ sai. Đúng không? Đó, cái vụ hồi mùng 30 tháng 3 năm 2020 á, ra tin lockdown toàn xã hội từ mùng 1 tháng 4 đúng không? Ai dự báo là sập thì mùng 1 tháng 4 tạo đáy đi lên. Đúng không? Ông Biden và ông Donald Trump thì người ta cho rằng là ông Donald Trump mà trượt tổng thống thì chỉ chứng khoán sập đúng không? Chưa xong cái này thì chứng khoán mạnh. Hay là hồi cái ông Donald Trump và cái bà Clinton, ông cũng thế. Người ta nghĩ là ông Donald Trump lên thì ông ấy bất thường thì chứng khoán sập đúng không? Thì chúng ta đoán thị trường rất khó. Vậy thì hãy chuẩn bị kịch bản để hành động. Ví dụ em là một người thân trọng thì em hãy để tài khoản trạng thái khoảng 70% cổ phiếu đi. Vậy đã là uptrend thì phải giữ nhiều cổ phiếu. Rồi lúc sập thì em lên 100%. Còn nó có tăng mạnh quá thì em có thể hạ về 80% thì hàng tháng em bổ sung quỹ. Chiến lược đó là gọi là chiến lược bất bại. Thế thành ra là mọi người có thể thấy rằng là lúc sập thì cũng vui và lúc lên thì cũng tương tự đúng không ạ? Có lúc nào buồn không? Không bao giờ luôn. Đặc biệt lúc sập chẳng hạn, đoán mọi người thấy lúc sập là thế. Đấy thì mọi người đừng bao giờ dồn mình vào thế khó trong việc phân bổ nhé. Bởi vì một số anh chị lắm lúc màu nghe thằng này đang nghe bơm thì màu phút mười đi. Thế là chẳng may thị trường là xấu sập mất cái khoảng tầm gọi là tóc mồ hôi à xanh luôn đúng không? Đấy thì đấy là chúng ta tự dồn mình vào thế khó. Hơi đâu rồi làm gì? Và tất nhiên chia sẻ với anh chị thì để một quốc gia này thì ngày xưa cũng đã từng được phun lên tin 37 rồi. Trong một ngày bay một con luôn đó. Và sau này thấy lạnh. Đấy, thì nói tóm lại cái câu chuyện dự báo sập mình không nên dự báo, nhưng mà biết chắc rằng là trong năm luôn luôn có cơ hội, được chưa? Bây giờ mà nhỡ thì đời, được chưa? Đấy, và hãy chuẩn bị tài khoản cân đối thôi. Đó, chuẩn bị 70-90% là cổ phiếu, còn lại là tiền. Lúc thị trường xuống thì đừng có nhìn vào số cổ phiếu, mà nhìn vào số tiền. À ô, bình thường tiền này tôi chỉ mua được 5.000 cổ, bây giờ mua 6.000 cổ rồi, thích quá. Đúng. Lúc thị trường lên thì thôi đừng nhìn vào tiền. Mà quên không mua hết hàng không, phải nhìn hàng tôi đang tăng tốt. Thế là có phải lúc nào vui không? Đó thì đấy là một cái gọi là mẹo nhỏ để chúng ta vui vẻ. Đấy thì chia sẻ với cả nhà, cũng may mắn là DTP Investment đầu tư từ đầu năm giờ. Ở cách đây hết quý 1 thì lợi nhuận đâu được 45%. Nhưng mà đến hôm nay giảm còn 41-42 thì không có vấn đề gì đâu.
Đấy thì anh chị em nhà mình cũng chuẩn bị kịch bản tốt đi. Bây giờ chuối đang thông tin là thế nào mà chạy được đến 15-20% béo bò cũng phải 5-7% nữa đúng không? Chúng ta tận hưởng luôn. Và các anh chị mà cứ tích lũy đến một giai đoạn nào đó khi các anh chị được khoảng 500.000 đô à, đến 2 tỷ năm chúng ta nhẹ nhàng làm được vài nhịp như thế, chúng ta được 20% thì chúng ta có 2 tỷ tư rồi làm gì ra. Thực sự như vậy. Đến lúc ý sức của chúng ta làm giám đốc chúng ta. Giám đốc làm sao ra 2 tỷ tư một năm, ra được 2 tỷ tư lương phải 5-7 tỷ đúng không? Đó, thì cái hay của cái việc chúng ta biết tài chính như thế, và đặc biệt là trong một cái thời cơ mới, một cái vận hội mới và chưa từng có như thế này thì chúng ta phải nắm bắt ngay. Đây là nguyên tắc tất cả đấy. Như thấm nhuần là tại sao thì ok à, đầu tiên là về tiền điện tử đúng không? Về cơ bản tiền điện tử ấy, à, nói chung là nó có thể đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện để mà có thể phổ biến phổ cập được thì cũng còn rất lâu, thì chúng ta vẫn cứ cập nhật hàng quý, hàng tháng, hàng năm thôi đúng không? Nếu khi nào dấu hiệu đó mà liên quan ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những quyết định khác, nhưng mà trước mắt thì chưa thấy gì cả. Đúng không? Chúng ta cứ update theo năm, theo tháng đi. Đó, còn bảo bây giờ chúng ta dự báo bao giờ tiền điện tử nó ảnh hưởng như thế nào và bao giờ ảnh hưởng mạnh thì là không dự báo được. Cái thời buổi công nghệ này nhanh đấy. Đúng không? Thì cái tiền điện tử này em cứ quan sát đi. Tuy nhiên có một điều như này, tiền điện tử không dễ gì mà ăn được ngân hàng đâu. Đặc biệt ở Việt Nam, ngành ngân hàng trên thế giới thì nó bị rất nhiều bó buộc, nó quy định cực kỳ chặt. Nhưng ngành ngân hàng Việt Nam thì các ông ở Việt Nam, ông ngân hàng là những ông có big data về dữ liệu khách hàng lớn nhất, ông ứng dụng công nghệ mạnh nhất, ông sở hữu những cái công cụ mới nhất. Thế thành ra ngân hàng Việt Nam rất mạnh. Là như thế. Hiện tại trong vài năm tới thì chưa có vấn đề. Nhưng mà trong tương lai thì chúng ta cứ theo tắc. Đúng không? Đây là tiền điện tử. Tiếp theo là về việc doanh nghiệp huy động vốn từ kênh chứng khoán đúng không? Kênh chứng khoán, bây giờ chứng khoán có rất nhiều loại chứng khoán. Huy động vốn chủ yếu đến từ hai loại, một là trái phiếu, hai là cổ phiếu đúng không? Thì nếu huy động từ trái phiếu thì đa phần các ngân hàng ở Việt Nam đều có lợi. Họ là những người bán trái phiếu lớn nhất. Đúng không? Tech này, MB này, rất nhiều các Tiên Phong Bank này, vân vân này. Thì họ là những người được hưởng lợi nhiều nhất cái đó. Về cái trái phiếu. Còn về huy động cổ phiếu chứ gì? Thì nền kinh tế của chúng ta có lớn lên không? Lớn lên rất nhiều, cổ phiếu lớn lên, tín dụng có lớn tiếp không? Vẫn lớn. Thành ra nó không thay thế được nhau đâu. Nó chỉ là ông cổ phiếu có thể ăn thêm được 1% thôi. Thì ông tín dụng thay vì tăng 13 thì có thể là tăng 12. Thế thành ra cái việc ảnh hưởng thì nó không quá lớn. Tiếp theo nữa là các ngân hàng bây giờ ấy, thì cái tỷ lệ lãi ngoài dịch vụ, ngoài tín dụng của họ rất cao. Họ đang ra răng đấy mà. Ví dụ họ bán bảo hiểm, what? Tín dụng tiêu dùng, rất nhiều cái thứ khác. Thế thành ra vấn đề là trong vài năm tới thì chưa có vấn đề. Và chúng ta cứ theo dõi phát thảo được. Tiếp theo về Vietcombank, thì Vietcombank vẫn là một ngân hàng rất tốt, tuyệt vời luôn. Thì có một điều, vì sao Vietcombank trong thời gian vừa qua Vietcombank mới bit này tăng chậm nhất đúng không? Bởi vì tăng trưởng nó không nhanh và định giá nó cao. Nhưng có một điều thế này nhé, cái độ năng động ấy. Đó.
Thế thành ra là 3 đến 5 năm tới là có thể ngang đấy, ngang nhau đấy. Còn vì sao mà Phục cả nhà đấy không chú trọng đến ngân hàng quốc doanh đúng không? Với ngân hàng quốc doanh đa phần vẫn tập trung chính nhất của họ, dù thay đổi kiểu gì kiểu, nhưng mà do cái cơ cấu nhà nước rồi do tư duy nhiệm kỳ ấy, thì cái thế mạnh của họ vẫn là tín dụng. Nhưng mà tín dụng của các ngân hàng nhà nước có tăng được mạnh không? Quy mô họ quá to rồi, ngay cả việc cấp tín dụng ngân hàng nhà nước cấp cho các cái ngân hàng có được cao không? Rất thấp. Và cái tín dụng đã là co của những ngân hàng đó thì đến lượt tăng trưởng lợi nhuận nó phải dựa vào tín dụng. Ông Việt Tín năm nay tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh như thế, sang năm tín dụng ông thấp, sang năm nữa thấp thì liệu ông còn tăng mạnh được nữa không? Không đâu, năm nay tăng mạnh là vì xử lý nợ xấu xong thì từ xấu thành bình thường tự nhiên nó cộng thêm một đống lợi nhuận. Còn về lâu dài thì tăng trưởng những cái doanh nghiệp, những cái ngân hàng nhà nước nó sẽ kém hơn. Bên cạnh đó, khi phân tích ngành ngân hàng mọi người quên một cái, đó là cái trích quỹ phúc lợi khen thưởng. Tú thấy Vietcombank trích bao phần trăm? Đúng rồi, lợi nhuận sau thuế, ví dụ Vietcombank 20.000 thì chỉ còn 16.000 thôi. Nhưng mà lợi nhuận của ngân hàng tư nhân 20.000 thì nó còn khoảng hơn gần 19.000 đấy. Phải nói trích phúc lợi khen thưởng rất thấp. Đúng rồi, thế thành ra là như này, cái vốn chủ sở hữu ấy, của ngân hàng tư nhân nó tăng rất nhanh, lợi nhuận giữ lại. Còn của ông nhà ngân hàng nhà nước tăng rất chậm. Đó thì về lâu dài ấy, thì các ông ngân hàng nhà nước sẽ bị vượt. Đấy là một điều cần lưu trước. Đấy chia cổ phiếu, chia vốn chủ sở hữu. Và dù sao thì Vietcombank vẫn là top 5 ngân hàng tốt nhất Việt Nam, đáng để đầu tư. Vậy thì chúng ta lựa chọn điểm là ra là Vietcombank thì anh em nào thích Vietcombank nhé, chúng ta cứ canh lúc nào nó sập mạnh mua đi, bởi vì đến nữa chia cổ phiếu thể nặng ta. Được chưa? Nếu mà thích thì mang tình chúng ta đánh ngắn hạn, được chưa? Đó. Lúc nào giá thật sâu thật thấp thì chúng ta mua, hoặc ở Vinhome thế lúc nào giá hấp dẫn mọi người mua, bởi sắp tới nó chia vậy. Lúc chia thể nào trả tăng. Đấy thì anh chị em thích đầu cơ, cơ hội ngắm tí được ăn 5-10%. Mời anh chị có khi chúng ta trao đổi với nhau thêm vài câu nữa nhỉ. À vâng, thực sự là cổ phiếu Vĩnh Hoàn gần đây là được anh chị em quan tâm rất nhiều bởi vì nó giảm, đúng không ạ? Vâng. Thì về cái câu chuyện ngành thủy sản thì như này ạ. Việt Nam phát triển trở lại sau Covid thủy sản nhanh nhất thế giới, đúng không ạ? Cái đó thì về cơ bản có lợi gần như cho tất cả các ngành. Nhưng tuy nhiên một số ngành không có lợi, ví dụ ngành thủy sản. Bởi vì khi chúng ta phục hồi nhanh quá, sản lượng cá sản xuất ra tốt quá, nhưng mà thằng thế giới nó lại chưa phục hồi, thế anh em nó chưa ăn cá, đúng không? Thì ý tức là kinh tế nó đang đuối, đang đói, thế thành ra cái tiêu dùng của nó chưa mạnh. Đó. Nhưng mà nó lại rất cần những người ông, ví dụ như ông nguyên vật liệu cơ bản để nó kiến thiết, nó xây dựng ấy, thì những ông lại được hưởng lợi. Còn ông như ông cung cấp đồ ăn ấy, như Phục nói lúc nãy là tiêu dùng hay đồ ăn nó phải sau một vài năm, đúng không? Thế thành ra nó làm cho cái ngành cá trong ngắn hạn ta là bị hơi đuối. Thì Phục cho rằng là cái đáy của cái ngành cá nó sẽ ở quý 2 này. Trước đó thì dự báo là cuối năm 2020, nhưng mà không ngờ nó lại phải lên đến quý 2, phải lên đến quý 2 ấy. Bởi vì tình hình dịch bệnh thế giới nó vẫn phức tạp quá, đúng không? Có vaccine nhưng cuối cùng nhà đầu tư vẫn, người dân vẫn rất là lo sợ, đúng không? Thì cái ngành cá thì dự báo khoảng độ quý 2 này đến quý 3 này là sẽ là đáy. Bởi vì thế giới cũng có những cái dấu hiệu nhức nhác một chút rồi. Thì cái ngành cá này sau khi thế giới cũng lại trở lại được một chút thì bắt đầu tiêu thụ dần dần, thì lúc ấy cầu nó mới tăng lên. Còn cái cung ở trong nước của mình bây giờ là hiện tại là cũng đang gọi là chứng chứng rồi, phát triển trước rồi, thế là thành ra đang chứng rồi.
Thì Phục cũng kỳ vọng rằng là đến quý 4 năm 2021 này, ngành cá có thể phát triển rất là mạnh. Thì trong ngành cá thì có hai con đáng chú ý, đó là Vĩnh Hoàn và Nam Việt. Thì Nam Việt là cái thằng nó chủ động được nguyên liệu 100%, thì về cơ bản sắp tới thì nó sẽ có lợi thế hơn một chút. Còn Vĩnh Hoàn thì lại là một cái thằng khép kín rất là rộng. Thì nó được đánh giá là một trong hiếm hoi các doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp. Tức là con cá nó sử dụng gần hết con cá, collagen và vân vân đủ thứ trên đời ấy. Thì định giá của nó hiện nay ấy, thì tôi cho rằng là khá rẻ so với quy mô của nó. Thì khi nó nén càng sâu như này thì lúc bật thì nó cũng không hề đơn giản đó. Và kể cả cái thị trường rất khó khăn như thế này mà lợi nhuận nó đạt vẫn rất tốt nhé. Năm nay vẫn phải đạt được khoảng 800 tỷ so thuế nhé, vẫn rất tốt nhé. Thế thành ra đây cũng là một cái cơ hội. Thôi thì AQ một tí là cơ hội để chúng ta luyện tính nhẫn và cũng như là gom hàng. Nhưng mà gom hàng mọi người chia sẻ mọi người đây là mọi người nên chia tỷ trọng là 3 đến 5 mã nhé. Và cái mã nào mọi người cực tin tưởng thì mình cho nhiều hơn, chứ ngoài thấy nó càng giảm mình càng mua nhé. Còn mã nào mình tin tưởng vừa thì cho phục. Đấy thì chia sẻ với cả nhà thì Vĩnh Hoàn thì Phục cũng sở hữu đâu đó khoảng độ 5% danh mục, thì nó hơi nhỏ, thì sắp tới nó có thể là tăng thêm một chút nữa. Tuy nhiên là đây là một cơ hội để chúng ta lựa nhé, đúng không ạ? Trong 3 đến 5 con thì thể nào cũng phải có một con nó chậm chậm đấy, đúng không? Chứ không thể là nhanh hết được. Nhưng mà chúng ta tầm nhìn dài ấy, thì rõ ràng con là con công nghệ cao ngành cá nó rất tốt, rất ok. Và kể cả chúng ta nắm ăn cổ tức thôi, không vấn đề gì cả. Đối một ngày nó tốt đẹp thì giá nó tăng ấm ấm luôn. Đấy thì chia sẻ với cả nhà một cái câu chuyện là năm 2015, cuối 2014 đầu 2015 thì Phục mua cái con ri, con MB. Mua ri 2 năm liền nó không tăng một xu nào. Người phải biết là nhất đến mức gì đấy. Đến năm thứ 3 trong vòng 10 tháng tăng hơn gấp đôi. Thế là vốn bình quân của Phục chưa đến 5,5. Vốn bình quân mà. Ngày đầu mua thì nó được gần 3 năm, nhưng ngày cuối cùng mua thì nó đã được ngày nào đâu. Rồi thế là vốn bình quân khoảng độ 4 đến 5 tháng. Lợi nhuận 100%. Đấy thì chính những con thì nó lại mới lại mang lại lợi nhuận nhiều cho Phục, chứ không phải những con cứ tăng đều hay là mua nhích đều đâu. Đó thì đây là một cái câu chuyện nhẫn là mang lại kết quả rất cao. Hay tương tự như con MB thời gian đó cũng thế. Đùng một cái tăng 125% trong vòng 10 tháng. Thế là thành ra lợi nhuận nó lên đến khoảng 50% một năm. Đó, thì đấy là cái cơ hội. Nói chung chúng ta hãy nhìn cái cơ hội. Trong rủi ro luôn là cơ hội. Vâng. Đó, thì đấy là quay lại trường hợp của Vĩnh Hoàn. Triển vọng trong tương lai, ok, tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải nhận. Do cái điều kiện dịch bệnh như thế thành ra nó làm bị chậm. Và tất nhiên là có thể thậm chí nó chậm đấy, đáy là quý 3. Nếu mà dịch bệnh thế giới nó vẫn chưa thuyên giảm nhiều, đúng không? Đấy hoàn toàn có thể. Nhưng mà chúng ta hãy yên tâm đi, về một tương lai là một doanh nghiệp vị thế hàng đầu rồi nó sẽ trở lại tiếp tục. À, đây trả lời anh. Em nghĩ là anh phải bán cái cổ phiếu đang sở hữu đi để mua. Bởi thường là mua nó trừ giá mình rất nhiều ấy. Thì chúng ta xác định là cổ phiếu tốt thì chúng ta mới mua, đúng không? Ví dụ VD giá 36 chẳng hạn nhé. Nó phát hành tỷ lệ 11:14. Thì tức là nó sẽ cộng lại 36 cộng 14 là 50, là chia đôi làm giá còn 25 thôi. Thế chúng ta mà bỏ chúng ta không mua, thế là có phải là giá chúng ta mất 11 giá. Thế là chúng ta phải mua với giá 14.000. Thế thì lúc ấy mình thiếu tiền thì mình bán cái số cổ phiếu cũ đi. Thì là thông thường có một điều rất hay như này, với một cổ phiếu tốt nhé, thì thường ở những cái ngày chốt quyền nó tăng giá rất mạnh, tăng 7%, 10% thậm chí hơn. Thì chia sẻ với các anh chị là trước ngày chốt thì giá mềm Phục thường mua rất nhiều, thế hôm sau bán sạch. Thế là mình dùng tiền mình mua cái cổ phiếu phát hành thêm. Thì với cái chiêu đó Phục làm với FPT Phục lãi kinh. Đấy cũng bật mí luôn đấy cả nhà. Nhưng với điều kiện chúng ta phải cầm nó lâu dài thì chúng ta mới làm thế nhé. Lướt tỏng thì cái chỗ nó bị kẹp mà. Khoảng 3 tháng sau nó mới về, 2 tháng sau. Đó thì đấy là chia sẻ.
À vâng, thì Đức Giang ạ. Vâng, Đức Giang thì thực ra là ở ASFIN thì có anh Tuấn này nghiên cứu sâu rồi. Tuy nhiên cũng chia sẻ với Đức Giang như này, đây là cũng là một doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phốt pho vàng vân vân, đúng không ạ? Thì nó là nguyên liệu đầu vào của khá nhiều các ngành công nghiệp quan trọng trên thế giới. Thì thằng ý cũng là một trong những thằng top hàng đầu thế giới đấy, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Đó, tuy vậy thì nếu về xét đánh giá thì triển vọng nó khá tốt, vì nó có những cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh, nó giống thằng Vicosto khá tốt. Còn về tăng trưởng của nó thì cũng không chắc chắn lắm, bởi để mà tăng trưởng cao trong nhiều năm thì nó hơi khó. Quy mô của nó thì có thể tăng trưởng nhưng không quá mạnh. Đấy thì đầu tư nó có một cái là cổ tức các thứ nó khá bền vững. Còn về để mà tăng trưởng cao thì cũng cho là khó. Còn giá hiện tại khoảng 7 mấy đúng không? 6-7 ạ. Thì tôi nghĩ là cái upside nó vẫn còn nhưng nó không quá cao. Đấy, chúng ta kỳ vọng lợi nhuận cao thì chắc là nó chưa đạt tiêu chuẩn. Nếu kỳ vọng lợi nhuận cao. Đặc biệt thêm một cái câu chuyện bên ngoài là con ý là đang được một đội lái rất lớn họ vận hành, thì không biết bao giờ họ sẽ xả ra. Đấy là một cái câu chuyện thêm ngoài lề như thế. Còn về định giá của nó cũng hơi hấp đấy, cũng không phải quá thấp. Công trình Viettel ạ. Vâng, giá bây giờ khoảng 86 85 thôi. Con này được đánh giá là tăng trưởng nhờ 5G, nhờ mấy G đúng không ạ? Nó tăng trưởng khá tốt, PE đâu đó khoảng 20 lần. Thì con này thì về cơ bản là em đánh giá nó là một con tốt nhất trong dòng họ Viettel. Nó tốt hơn cả tập đoàn Viettel. Và nó rất tốt, nhưng mà vấn đề của em bây giờ nó là định giá. Thì định giá của nó thì em nghĩ rằng là giá phù hợp đâu đó nó khoảng độ 90-100. Thì với em thì cái upside thì em chưa thấy đủ. Đấy, upside thì em thì chưa thấy quá cao. Chốt chia nhiều không chị? Cổ phiếu đúng không ạ? Thế thì đấy là một câu chuyện tăng giá trong ngắn hạn đó. Thì chị chú ý từ nay đến tháng 6 đúng không? Thế lúc nào điều chỉnh thì chị mua rất tốt. Vâng. Đúng rồi, thế thì em nghĩ là cũng có thể nhặt rồi. Nhưng mà về định giá của nó thì em chưa an tâm lắm. Bởi vì với em thường mua định giá chỉ số cao. PE với em nó phải rất thấp. Thế thì bởi vì trong muôn vàn sự lựa chọn ấy, trong cả ngàn bông hoa ấy, thì đó thì nó cũng là một trong những bông hoa đẹp, nhưng mà để mà đẹp nhất thì em chưa xếp hạng được đấy. ACV thì là một mã độc quyền, nhưng mà kỳ vọng tăng trưởng sẽ không nhanh đâu, bởi vì lợi nhuận nó đến chính từ sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài. Thì hai sân bay này về cơ bản hoạt động đã full công suất rồi, đúng không? Tất nhiên tương lai nó còn cái sân bay Long Thành, nhưng Long Thành có lâu mới đi vào hoạt động. Thì về cái con này thì lợi thế vị thế nó rất bền vững, nhưng về tăng trưởng nó rất chậm. Định giá bây giờ PE cũng khoảng 17, 18, 20 lần đúng không? Thì em nghĩ là nó phù hợp với những ai mà thích nắm lâu dài bền vững được. Còn cái câu chuyện chúng ta muốn hướng đến cái việc tăng trưởng mạnh ấy, nó là không. Đó, thì đấy là chia sẻ cả nhà. Nó là một câu chuyện bền vững. Bởi vì trong lĩnh vực hàng không thì đúng là nó là nhất. Mọi người cứ đến đây nó thu tiền theo từng người thôi. Không cần biết ông kia bay có lỗ hay lãi, nhưng mà nó cứ thu tiền theo từng người. ACV là như thế. Có một điều là thằng ACV nếu mà nó khai thác được toàn bộ thì phải nói nó kinh khủng lắm. Nhưng mà có một số sân bay rất ngon, một số vị trí rất ngon, nó sẽ tháo sọt ra bên ngoài cho ai đó thì cũng rộng. Đó thì thành ra nó cũng mất điểm của ý ở chỗ đó. Đấy. Còn tăng trưởng mạnh thì không. Chúng ta trao đổi thêm được hai câu hỏi đấy thì được không ạ? Rồi sau đó thì mời cả nhà mình chúng ta lên chụp ảnh kiểu đó. Và
Hình như là cái này em có một clip YouTube rồi rất là chuẩn chỉ về FPT ấy. Ở trên kênh YouTube cái em chia sẻ rất đầy đủ, em mua như nào em đưa ra từng mốc rất chuẩn chỉ. Thì về cái câu chuyện FPT, nó có một cái điều hay mà gần như không có cổ phiếu nào ở Việt Nam có từ trước nay, đó vừa tăng trưởng vừa chia cổ tức rất là bền vững đều đặn. Nó là một cái thằng quản trị công ty là tốt nhất Việt Nam, cứ đến tháng 5 và tháng 8 nó chia, vừa chia cổ phiếu vừa chia tiền lại vừa tăng trưởng. Tức là như này, cái lợi nhuận làm ra ấy, nó vừa chia được cho cổ đông, nó lại giữ lại nó tăng trưởng. Thì cái này thể hiện một là cái hiệu quả kinh doanh trên vốn rất cao mới làm được đó. Thứ hai, cái ngành của FPT về việc thâm dụng vốn là không nhiều, nó không thâm dụng vốn nhiều, thế thành ra nó mở rộng, nó không cần phải tiền quá nhiều, thế thành ra cổ đông chúng ta vừa hưởng lợi cả hai, rất là tốt. Thì ở câu chuyện này thậm chí FPT em nghĩ nó tối ưu hóa được, nữa rồi. Đây là mấy ông ấy còn gọi là hào sảng, các ông vẽ nhà thật to, vẽ mọi thứ thật tốt ấy. Thì thực tế là mấy ông còn có thể làm được. Và đặc biệt trong giai đoạn tới thì FPT là một cái con đẻ tiền kinh khủng luôn. Kinh khủng ở chỗ nào? Đó là cái mạng viễn thông của nó, mạng viễn thông, mạng internet ấy, các thứ ấy. Thì cái thằng FOX, FOX ấy, thằng ấy nó đã, AZFIN đã đánh giá nó cách đây 3 năm đã biết rằng là từ năm 2019-2020 từ năm 2020-2021 ấy, là nó đẻ tiền cực nhiều. Bởi vì trước đó là một cái giai đoạn nó gọi là đầu tư tất cả các cái tuyến trục cáp lớn nhất, và dự báo đến 2020 xong thì đúng xong rồi. Thì bây giờ là đến việc nó chỉ được khai thác. Đấy thì nó đã qua quá trình đầu tư rồi và bây giờ khai thác. Khai thác thì tăng doanh thu, bây giờ thì nó tăng lợi nhuận hơn rất nhiều so với chi phí. Đấy thì bây giờ là một giai đoạn tiền rất tốt của nó. Đó, bên cạnh đó thì có một cái mảng rất triển vọng của nó mà mọi người không chú ý, mà mọi người chỉ chú ý đến cái mảng công nghệ, đúng không? Công nghệ rất triển vọng rồi, nhưng còn một mảng không triển vọng nữa đó là mảng giáo dục. Nó đã đi đến nó ký kết làm việc với gần 20 tỉnh rồi, để mở các trường đại học tất cả. Bây giờ một cái nhu cầu người dân rất sợ. Có anh chị nào, cô chú nào đây có con hoặc có em mà chuẩn bị ra trường, bây giờ có lo không biết không? Bây giờ ạ, không Dương nói bình thường ấy. Bây giờ ế nào, đúng không ạ? Một vị trí tuyển dụng bây giờ là không dưới gọi là 200 hồ sơ đâu, vì kinh tế vừa khó khăn, đúng không ạ? Mà bây giờ công nghệ này ứng dụng vào theo nhân sự cần bớt, thế là bây giờ rất ế. Thì những thằng như thằng FPT ấy, ra trường vẫn có việc luôn, nó rất hot. Và cái lĩnh vực giáo dục của nó bây giờ phát triển kinh hoàng luôn. Và cái đấy chính là một trong những cái lợi thế cạnh tranh cực lớn của FPT so với các thằng khác. Đó là nó tự đào tạo được cái đúng rồi, nhân sự cho nó. Đó thì cái mảng này nó đang tiến triển phát triển rất mạnh và nó tạo nên một lợi thế cạnh tranh bền vững để thằng này đi xa. Đi lâu. Chính vì thế cho nên là vừa qua thằng FPT được định giá lại bằng cách PE ngày trước chỉ có 9 đến 10 lần, bây giờ 18 lần. Nhưng mà với cái tăng trưởng lợi nhuận như này thì PE trong một năm tới với giá này nó còn 14.2 lần. Rất hấp dẫn. Đấy, ví dụ thế. Thì ông này quay lại cái đặc điểm của FPT này rất hay là chỗ này. Ông sử dụng miếng vốn hiệu quả cao nhất. Thứ hai, ông vừa tăng trưởng ông lại vừa trả được tiền. Thế mới là hay chứ. Đó. Thì nó rất bền vững. Và cách đây 3 năm Phục Lý giới thiệu với các quỹ thì họ chê đấy. 3 năm trước Phục Lý giới thiệu phải 10 quỹ cái cơ hội đầu tư FPT. Bài viết vẫn còn trên fanpage ấy, rồi là đi giới thiệu các quỹ. Họ chê, họ bảo ui ông này thì ông chậm chạp này kia. Nhưng mà đến bây giờ tất cả các quỹ đều nói một câu FPT là cổ phiếu không được. Vậy thì chúng ta cũng cho nó vào danh sách nhìn đi, lúc nào giá hấp dẫn chúng ta làm gì. Đúng không? Đặc biệt một cái xu hướng mới là cái VN Diamond này, tức là danh quỹ các cái cổ phiếu mà được nhà đầu tư nước ngoài săn đón ấy, thì nó sẽ ngày càng mua mạnh những cổ phiếu như FPT. Khi nó mở rộng nó lại mua, thế là cái cung bên ngoài nó ngày càng lớn, thì cổ phiếu nó lại hội tụ tất cả các yếu cơ bản tốt, được tổ chức nắm giữ, cái lượng cung hàng ngày càng lớn, thì nó sẽ rất tốt.
thì đấy là một cái cổ phiếu mà vì sao mà cũng nằm tới 8 năm và dự định là nằm cũng 5 năm. Là gì? À vâng, cái nó chỉ là minh họa cho vui thôi. Thì cả nó có mang lại lợi nhuận đột biến 1 năm hay 2 năm nó cũng chỉ cho vui thôi. Chứ không có gì. Đấy là chắc là quê ở Bắc Bình đúng không? Bác làm cái dự án đấy từ lâu rồi. Nó chỉ là minh họa cho vui. Tiền. Cổ này thì cách đây khoảng độ 6 tháng cũng được nghe rất nhiều. Nhưng mà về cơ bản lợi thế cạnh tranh và mọi thứ của nó thì cũng chưa thấy. Cùng nhìn 3 năm, 5 năm tới thì chưa biết nó đi đến đâu. Bên cạnh đó thì cái cổ phiếu là cũng nổi tiếng với những cái câu chuyện ETF ngày trước ở VN30 là thủ thứ ấy, cũng không thích lắm. Về lĩnh vực gọi là quản trị công ty thì xếp hạng nó không cao. Thì mình không nên quan tâm. Đấy, còn câu chuyện về nó thì cũng đồn thổi rất nhiều đúng không? Bất động sản Hải Phòng mà tăng giá rất mạnh đúng không? Nó rất nhiều khu. Lại có phó thủ tướng mới ở Hải Phòng đúng không? Đấy, nhưng mà thôi câu chuyện thì khó lắm. Chúng ta trao đổi câu cuối. Thì ok, chắc là bạn mới đến đúng không? Ngay từ đầu buổi đã chia sẻ rồi. Dạ. Thì bây giờ nếu mà chúng ta xác định triển vọng kinh tế không ổn thôi, chúng ta rút ra phần lớn thôi. Và rút ra thì rút vào đâu? Đó là rút ra vào vàng và tiết kiệm, lưu ý là lãi suất rất cao và giá vàng nó bị rất là mềm. Đấy là cách tốt nhất chúng ta rút ra. Tuy nhiên có những cái cổ phiếu nó có thể vượt chu kỳ ấy, chúng ta vẫn nên giữ. Thì lúc ấy tỷ trọng nếu mà với cá nhân Phục thì chưa bao giờ dưới 30% tài sản trong cổ phiếu này. Lúc 30% là vào tầm tháng quý 1 hay quý 8. Không phải 30% phải hơn 30%. Thì nếu mà chúng ta đã xác định trong tương lai mà triển vọng kinh tế kém thì nó sẽ là đao chen. Định giá nó không rẻ nữa là đao chen. Đao chen thì chúng ta nghỉ. Nghỉ phần lớn. Hoặc là nghỉ có thể chuyển ra vàng hoặc tiết kiệm. Nhưng mà không chuyển ra thì sao, chúng ta để đấy. Đợi bao giờ nó sập mạnh giá rẻ chúng ta lại vào. Thì nó hội tụ các yếu tố, một là định giá cao, hai là kinh tế tương lai dự báo phát triển. Đấy là những cái chúng ta cần. Đẹp. Và thế rất là cảm ơn các anh chị nhé.